Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh đã biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến, người bảo anh ta: "Anh chỉ có thiếu một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đào chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sững sờ hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Đó là lời Chúa. Từ bài đọc 1 rồi đến tung hô tin mừng Alleluia, rồi qua tin mừng theo Thánh Marco, chúng ta thấy xoay quanh một cái trục, đó là tiền của. Việt Nam mình có câu là đồng tiền liền với khúc ruột, đứt ruột, đau, đau, y như mất tiền vậy. Bỏ tiền ra như là dứt cái khúc ruột mình, vì đồng tiền nó liền với khúc ruột mà, dứt ra, dứt ra. Bỏ ra 1 đồng, bỏ ra 2 đồng, bỏ ra 3 đồng, cứ bỏ ra đồng nào y như là mình phải dứt cái ruột mình ra vậy. Việt Nam mình hay chỗ đó đấy, cho mình thấy rõ cái hình ảnh đồng tiền nó như thế nào, nó có giá trị như thế nào với con người. Mặc dù nó là tiền bạc, có người bảo tiền nó bạc lắm cha ơi, bạc bẽo lắm, nhưng mà tiền nó vẫn thơm. Trong tất cả các mùi thì mùi tiền, có khi nó bảo Covid thì mất vị giác, mất khứu giác, không ngửi thấy gì. Ấy vậy mà đưa tiền nó vẫn ngửi thấy cha. Thế chứ. Có người còn trả giá với tử thần mà cho tôi sống thêm được bao lâu trả giá. Giờ hết cái gia tài của anh thì cho tôi, anh bây giờ Covid mà. Thì tử thần mới đến Covid rồi, lúc đó là chưa có chích ngừa, không có sống được nữa đâu, 3 ngày cho đến tuần. Ông cho tôi sống thêm 1 năm nữa rồi tôi trả cho ông bao nhiêu, cả gia tài của người đưa đây 1 năm nữa, rồi cả gia tài sống thêm 1 năm nữa hả ông? Đúng rồi, ông có bớt được không, nửa đi. Tôi vất vả cả đời sống thêm 1 năm nữa mà mất hết gia tài này, tôi ông để tôi nửa đi. Không được, tôi thì ông cho 2/3 đi. Không được, người mất mất hết cả gia tài. Đúng, mất hết gia tài vậy chết sướng hơn. Tử thần cười, chết sướng hơn. Nó khủng khiếp như vậy thưa anh chị em. Cái mùi của đồng tiền gọi là mãnh lực đồng tiền. Hồi xưa có bộ phim Mãnh lực đồng tiền,
ai muốn biết nó như thế nào thì về mở đánh chữ mãnh lực đồng tiền để coi cái bộ phim nó nói như thế nào về cái sức hút kỳ lạ, kỳ diệu của đồng tiền mà không ai thoát được. Có người bảo vậy thì thưa cha, những người giàu họ thoát được chứ, tại vì họ đã quen rồi. Nó quen có khi nó còn nghiền nữa. Những người mà quen hút thuốc rồi là nghiền thuốc tại vì quen. Mà càng ngày nó càng lên đô chứ đâu phải nó bớt đi. Anh uống rượu cũng vậy phải không? Tôi uống trà cũng vậy. Hồi xưa uống nước trà đắng. Đắng quá. Mà uống riết. Trà gì mà nhạt thế này này. Thứ trà trà thì con uống đứng chát. Ui nhạt lắm. Cái này đô trà lên cao. Chứ còn gì nữa. 15 năm, 14 năm đi lòng thương xót Chúa uống trà thay nước lã mà không ấy được. Nó lên cơn rồi. Nó đậm đặc hơn. Chứ đâu phải là mình bảo là mình quen uống trà rồi thì là nó sẽ không còn nghiền nữa. Càng quen thì càng nghiền. Cho nên mới có mấy ông đại gia đấy. Đại gia giàu nứt vách đổ tường. Có tiền thì sinh tật thôi. Kiếm những người đẹp chân dài. Hết người chân dài này đến chân dài khác. Bảo ông có chán chưa? Hết báo chí đăng ông hết cô này. Ông 72 mà lấy cô 27 tuổi rồi. Ông đã chán chưa? Bảo chưa. Vẫn chưa chán. Vẫn hết cô này đi thì lại cô khác tới. Bảo sao vậy? Nó ghiền nổi, chịu không nổi. Bảo khi nào thì ông mới hết. Bảo không biết chết thì không biết nó hết chưa. Chưa hết. Vì con cháu còn thương đại gia cho nên là mua thêm mấy hình nộm, mấy cô chân dài đốt để đưa xuống hầu hạ đại gia ở bên kia thế giới. Sao? Cho nên cái gì cũng vậy. Riết rồi nó ghiền, riết rồi nó ghiền. Cho nên khi mà đã ghiền rồi khó bỏ lắm. Cái anh chàng mà đến với Đức Giêsu ngày hôm nay, thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đi tìm sự sống đời đời làm gia nghiệp, nói rất hay. Sự sống đời đời và gia nghiệp. Thường người ta đi làm gọi là lập nghiệp thì chỉ tìm được giàu có đời này thôi chứ, đúng không? Anh từ ngoài Bắc anh vào trong Nam này anh đi lập nghiệp. Bây giờ anh bảo con có cơ nghiệp rồi. Và cơ nghiệp là gì? Thưa cha, con có nhà cao, có cửa rộng, có vợ đẹp, có con khôn, có nhà lầu, có xe hơi. Đây là gia nghiệp, đây là cơ nghiệp của con rồi. Anh à, anh đi tìm con có. Anh còn thắc mắc gì nữa? Thưa cha, đầy đủ hết rồi. Bây giờ anh còn có mấy cái biệt phủ ở đảo Kim Cương rồi đảo Phú Quốc rồi mua mấy cái resort các thứ nhiều lắm, đếm không hết không xuể. Như là Vingroup là chuyện nhỏ nổ. Thế thì bây giờ anh còn muốn gì nữa? Con muốn cái gì mà nó là phải đời đời cơ. Muốn một gia nghiệp đời đời cơ. Chứ còn đời này thì nó cũng hết thôi, con muốn gia nghiệp đời đời. Anh muốn thật hay không? Thưa cha, con đang khao khát, con đang muốn gia nghiệp đời đời. Được. Nghe. Nghe đây. Chú ý nghe tôi nói nè. Đời, muốn gì? Muốn gia nghiệp đời đời phải không? Nghe rõ nha. Muốn gia nghiệp đời đời thì anh bỏ hết tất cả sản nghiệp anh đang có đời này đi. Xỉu. Nghe vậy là xỉu liền. Ơ kìa, sao vậy? Anh đã bỏ đi tìm cái đời đời. Mà cách duy nhất để tìm cái đời đời là bỏ cái đời này. Hết, không cách nào khác. Không cách nào khác. Bỏ cái đời này thì được cái đời đời. Sao khó vậy? Đời đời mà chứ đâu phải chuyện đời này đâu. Anh đời này anh lập nghiệp được cái gia nghiệp này có khó không? Trả lời đi.
Thưa cha, ngay từ bé con phải làm 10 năm ở dưới thuyền, rồi con phải đi hò gò hàn, rồi con phải ăn nằm gai nếm mật đủ thứ, chất chiêu chất bóp lắm, vất vả đủ thứ hết, khổ cực vô cùng mới có được cái ngày hôm nay, mồ hôi nước mắt có được ngày hôm nay. Cho nên cái này con quý lắm, vì nó là mồ hôi nước mắt của con. À, rồi sao nữa? Bây giờ con muốn cái gì nó phải đời đời cơ. Thì có một cách duy nhất thôi. Ngay cả cái đời này mà anh còn phải vất vả như thế, huống chi là cái đời đời. Anh cho tôi đặt lên bàn cân cái đời này với cái đời đời, cái nào nặng? Đời này với đời đời. Đời đời, đời này, đời này, đời này, đời này, đời đời, đời này, đời này, đời này, đời này. Sao nãy giờ cái đời này không? Anh chỉ khôn quá, anh đếm. Tôi bảo đời này với đời đời, mấy cái đời này, này, đời này, đời này, đời này. Anh bảo cái đời này nó nặng vì nãy giờ con lập toàn đời này không? Anh coi cái đời này nó nhẹ tênh. Như vậy sao được? Anh muốn cái đời đời thì anh phải bỏ cái đời này. Và cái đời đời nó nặng gấp ngàn lần cái đời này chứ. Đó là đời đời cơ mà. Đó là vĩnh viễn cơ mà. Đâu phải là tạm thời. Khó. Mặc dù anh ấy đã nói rằng là giống như anh bảo là con phải vất vả, anh này cũng vất vả nè. Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, không phải là mới nhưng mà từ thuở nhỏ. Nếu mà lên cái bảng thành tích tốt không? Nếu mà lên cái sở yếu lý lịch này, sở yếu lịch này sạch không? Quá sạch cái chứ. Quá sạch cái chứ. Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không làm hại ai, rồi thờ cha kính mẹ nữa. Những cái này không những là mới, không phải mới hoan cải mà làm từ nhỏ. Và ai cũng nghĩ rằng là như vậy là ngon rồi. Lên thiên đàng chắc, chắc như bắp. Nên thiên đàng chắc như bắp. Nếu mà như vậy thì giá trị của đời đời cũng chẳng hơn gì cái đạo khác. Tôi bảo cũng ăn ngay ở lành thôi. Đạo nào cũng ăn ngay ở lành thôi. Tôi cũng ăn ngay ở lành thôi. Đạo nào cũng vậy thôi. Wow, khác, khác, khác. Khác chứ. Khác cái chỗ này. Anh chỉ còn thiếu một điều thôi. Thiếu một điều thôi. Cái tử huyệt của anh là nằm ở chỗ này này. Mỗi người chúng ta có một cái tử huyệt. Mỗi người chúng ta có một cái điểm gọi là trọng yếu. Mà đánh vào cái trọng yếu đó, giết được cái trọng yếu đó đó, là một là thắng hay là thua đó. Thành bại là cái chỗ này. Giống như mình đi đánh trận, đánh được nhiều vị trí rồi, nhưng mà chiếm được cái vị trí trọng yếu kia kìa, thì chắc chắn là mới thắng được. Còn đánh các mặt trận khác loanh quanh không ăn thua gì, đánh đúng vào cái huyệt. Giống như hai người lên đài đấu võ, đấm đá rầm rõ hết chẳng ăn thua gì. Đấm nó cứ đỡ huỳnh 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 huỳnh, nó chịu đòn, cuối cùng nhắm đúng vào một cái huyệt, một cái đá hoặc một cú đấm thôi, địch thủ nằm xuống vì đã trúng đúng cái điểm yếu cái huyệt đó. Thế thì Chúa nhìn thấy rõ mỗi người có cái điểm mà Chúa cần cái đó. Cái dấu chỉ của sự tín thác nằm ở chỗ này đây. Người thì cái này, người thì nọ, người kia. Đối với người thanh niên và có lẽ hầu hết mọi người chúng ta đều ở cái điểm này. Vì lúc nãy ta nói là đồng tiền nó liền với khúc ruột. Dứt cái đó ra. Anh chỉ thiếu có một điều thôi. Đó là hãy đi bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo. Nếu như vậy thì lỗ quá. Nếu mà tính toán lỗ quá, Chúa cũng tâm lý lắm mà nha. Chúa cũng công bằng lắm mà nha. Chúa không đòi hỏi cái gì quá sức chịu đựng của con người. Bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Bán cái đời này để có cái đời đời. Bán cái kho tàng
mà anh có đề có một kho tàng trên trời, một kho tàng trên trời. Còn đây chỉ là cái gia nghiệp, cơ nghiệp của anh thôi. Nó còn lớn bằng gấp mấy cái cơ nghiệp của anh, nó cả một kho tàng. Mà nói là trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Rồi hãy đến mà theo tôi. Anh dám không? Lòng tín thác là chỗ này. Tín thác vào quyền năng của Chúa. Chúa có thể làm được một cái chuyện mà cả đời tôi vất vả để có cái này. Nhưng mà Chúa có thể làm được cái chuyện là cái này là gì so với cái đời đời? Gia nghiệp này là gì so với cả cái kho tàng? Nếu mà tôi tín thác vào Chúa là tôi dám buông bỏ cái này đây. Đó. Cái mà nếu mà buông bỏ người ta sẽ bảo tôi khùng. Cái mà buông bỏ người ta sẽ bảo là điên, là mát, là khờ, là dại. Nhưng mà cái khờ, cái dại trước mắt thế gian lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Còn cái mà thế gian cho là khôn ngoan, con này làm ăn khá, nó mánh mung, nó khôn ngoan, nó chất bóp, nó keo kiệt, nó hà tiện, mà nó có tiền, có của để dành, để dụng tù của rượu để ở đây. Nó là khôn ngoan. Giê-xu cái ông lòng khờ như ma vậy. Đúng khờ thật. Có bao nhiêu dốc hết từ thiện với bác ai. Cũng phải biết giữ cho mình tí. Nhiều người khuyên tôi. Cũng phải biết lo hậu sự. Tôi bảo lo cái gì, lo hậu sự. Nằm đó, ai không chôn thì tôi cứ nằm đó thì cũng phải đem mà chôn thối. Có phải không? Không chôn để thối ra có sao đâu. Tôi thấy tiện nhất là hiến ngay xác cho khoa học. Đức Thánh Cha cho phép rồi nha. Đức Thánh Cha còn khuyến khích cái chuyện đó à nha. Khuyến khích cái chuyện là hiến xác cho khoa học. Tôi xin tình nguyện làm chuyện đó. Khỏi phiền toái ai. Nhắm mắt nằm xuống, bác sĩ gì đó, y tá đến lấy cái xác Trần Đình Long đi, cắt cái mắt, cắt cái tay, cắt cái chân, còn giúp được cho những người khác phục hồi được cái mắt, phục hồi được trái tim, phục hồi được cơ thể, và mình vẫn sống trong cơ thể người ta. Lời không? Lời chứ. Để làm đám tang đám ma, tốn kém con cháu nó phiền toái, chết mà cũng làm khổ hàng xóm nữa. Trông kèn suốt, rồi... rạp giết dựng chắn hết đường giao thông, rồi đám tang gì không cho ai vào trong cả nhà thờ, chặt hết chỗ, rồi là mấy người đi thu dọn nghĩa trang nó còn chửi cho chết thì còn cũng làm phiền người khác nữa, cả trăm vòng hoa để đấy làm cái gì, vớ vớ vẩn, chết cũng không yên. Thì thưa anh chị em, đây được cái gì đâu? Tôi thấy nhiều gia đình quay video cho nhiều vào, chưa bao giờ mở lại coi một lần. Cả hình ảnh vẫn chụp cho lắm vào. Thì xuống chị em nghĩ thử coi, mình đang vui vẻ về quay lại đám tang thì nó buồn lắm. Coi những hình ảnh, những người đẹp rồi hoa hậu còn thấy sướng mắt, chứ coi những người chết nằm đây rồi thì chu thủi nó buồn. Thôi làm cho nó có vậy thôi, để khoe với người ta là có quay phim, có chụp hình thôi. Đó không có cho người ta cũng chẳng thèm. Mà có đám đồ, Chúa người ta đang coi kìa, bảo sao vậy chà. Coi đông lắm, sao coi, bán vé. Ai vào coi nó cho mỗi người 500 ngàn vô coi. Coi xong lại lấy cái kia quay phim tiếp. Là chứng tỏ rằng người ta còn coi đám tang. Mà toàn những đứa này, đứa nghèo, nó mỗi đứa 500 ngàn vui, nó coi đấy trời, có ai muốn coi đâu. Còn con cháu đang nhậu trong kia kìa. Đấy thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có một điểm mà Chúa nói phải bỏ. Anh đang đam mê kiếm tiền, anh phải ngưng cái chuyện kiếm tiền, khó lắm. Anh đang đam mê âm nhạc, phải ngưng cái đam mê âm nhạc đó, khó. Chị đang mê nấu ăn, có những người rất là mê nấu ăn, hay là người mê cắm hoa. Những cái mà mình đam mê nhất, Chúa bảo bỏ cái đó đi, đó là cái khó nhất. Mà một trong những cái đam mê là đam mê tiền. Không ai thoát được, đi tu cũng chẳng thoát được. Thậm chí mà đi tu mà còn nói là gì đó,
Có thực mới vượt được đạo. Dám nói câu đó. Có thực mới vượt được đạo. Nhưng mà chúng ta nhìn thử coi những nước giàu có, những nhà giàu có vượt được đạo không? Lại là những nước mà bỏ đạo trước. Nghèo khổ, chúng tôi đến đi công tác bác ái đó, đến những người dân tộc nghèo, mà họ lần Chúa, lòng thương cho Chúa sốt sáng lắm thưa anh chị em. Mà về thành phố đi 3 giờ chiều chẳng thấy đâu lần Chúa cả. Hiếm lắm. Và ngày Chủ nhật họ đi bộ cả 20-30 cây số, có khi đi từ chiều thứ bảy để đến. Rồi Chủ nhật đi dâng lễ xong rồi đi bộ về. Mà họ vẫn sốt sáng. Họ đâu có thực, mà họ vẫn vực được đạo. Có nhiều nhà thờ xây thật to xong rồi cùng không qua đi lễ bên Âu Châu, bên Mỹ chẳng hạn. Phải bán thống bán táng đi. Nhiều nhà dòng cũng phải bán đi. Nhà dòng chúng tôi ở xưa cũng phải bán đi. Người ta làm khách sạn. Cứ bảo có thực mới vực được đạo. Anh chị em thấy không ạ? Vậy thì cái điểm mà anh ta đáp lại là cái gì? Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Vì có nhiều của cải. Chú buồn không? Buồn hơn đấy chứ. Nhưng mà Chúa có lôi anh ta lại không? Không lôi. Vì có lôi lại cũng không ăn thua gì. Giữ người ở chứ sao giữ người đi. Mà có giữ anh ta lại thì chỉ giữ được cái thân xác thôi. Còn linh hồn anh ta vẫn là tôn thờ tiền của, chứ không phải tôn thờ Thiên Chúa. Thôi, để anh đi. Mà biết đâu một lúc nào đó anh ta quay lại. Cha, giờ nó quay lại rồi cha. Nào, cái đại gia đó đó, hôm mà nó xách cà táp đến rồi đi xe hơi đó. Mà cha nói là đến vô cầu nguyện đồng thuyết Chúa, nó bảo còn đang bận làm ăn ở kia đó. Bây giờ quay lại rồi cha. Ủa, sao vậy? Sao quay lại vậy? Chà, bị phá sản rồi. Thị trường chứng khoán của nó cháy rồi. Không còn cái gì nữa, quay lại bám vào Chúa thôi. Lại giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trường. Đấy, thưa anh chị em. Thực tế mình nhìn chung quanh đi. Đếm những người đi tham dự thánh lễ coi bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người giàu. Phải không? Đếm thử coi. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ. Một cái thực tế là những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe những lời ấy, môn đệ sững sờ. Giêsu lại nói tiếp. Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa khó biết bao, con lạc đào chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các môn đệ lại sững sờ hơn nữa và nói với nhau, thì vậy thì ai mà được cứu? Các môn đệ cũng tự vạch áo cho người xem lưng, thầy con cũng thế, ai mà được cứu? Tại vì nếu mà các ông thực sự mà đi theo Chúa, mà bỏ hết mọi sự theo Chúa hoàn toàn rồi đó, không còn bị, thì ông phải biết rằng mình là người được cứu chứ. Tại sao hỏi là vậy thì ai được cứu? Nghĩa là không ai được cứu cả, vì ai cũng ham tiền, đúng không ạ? Các môn đệ sững sờ hơn nữa. Vậy mình cũng vậy sao? Sao được cứu đây? Tại vì sao ta thấy bỏ mọi sự mà đi theo thầy mà vẫn tranh giành chỗ nhất chỗ nhì đấy? Một đứa bên tả, đứa bên hữu công kia bảo mày ngon à mày. Bộ ngon hả? Tranh giành nhau. Cho nên câu kết này là anh chị em nắm câu này mới là tuyệt vời. Những cái kia mình quên đi đi. Những cái kia là chuyện con người, chuyện thế gian, thực tế quên đi. Chẳng cần nhớ nữa. Nãy giờ tôi nói chuyện quên đi, mà nhớ câu này. Câu này. Đối với loài người thì không thể được. Nhưng đối với Thiên Chúa không phải thế. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Trong kinh Magnificat, Đức Mẹ nói, linh hồn tôi tung hô Chúa. Khi mà Đức Mẹ nói với Thiên Thần được truyền tin, việc đó sẽ đến thế nào? Vì tôi giữ mình đồng trinh.
Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Vâng, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng. Đức Mẹ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Đó là quyền năng lòng thương xót Chúa. Francisco rất giàu có, cả một gia tài, cả một tương lai. Ấy thế mà trút bỏ hết tất cả, ngay cả cái mảnh áo cuối cùng cũng trả lại cho cha của mình, vì gia đình phản đối không cho Francisco đi tu kiểu này, phải tiếp tục con đường sự nghiệp công danh, nối tiếp gia đình đang để lại. Francisco không đi theo Chúa, và đi theo Chúa trút bỏ hết tất cả để trở thành một người hành khất đang ở đỉnh cao mà đi xuống tận vực thẳm. Đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Và nhiều vị thánh đã làm những điều mà ta bảo là không thể. Không những là bỏ tiền mà còn dám bỏ cả mạng sống mình nữa. Bao nhiêu vị thánh tử đạo, thấy không ạ? Chị còn nhớ Việt Nam có bao nhiêu thánh tử đạo không? 115. Chúa tôi, sao lại ăn bớt mất hai vậy? 117. Tự nhiên bớt mất hai. 117. Dám không những là bỏ tiền bỏ của, mà bỏ cả, dám bỏ cả mạng sống của mình nữa. Và ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Chúa cũng chẳng đòi chúng ta phải bỏ mạng sống ngay đâu. Chúa cũng chẳng đòi chúng ta phải bỏ hết của cải đâu. Nhưng Chúa đòi chúng ta tín thác vào Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì do lượng hài hà, chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Như Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại để hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu hưởng ơn cứu độ người dành sẵn và bày tỏ ra trong thời sau hết. Mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa để biết rằng là ta có một gia tài Chúa dành sẵn cho chúng ta. Gia tài ấy không thể hư hoại, không thể vẩn đục, không để tàn phai. Gia tài ở trên trời dành cho những người tín thác vào Chúa, tin vào Đức Giêsu đấng đầy quyền năng gìn giữ mình, chứ không phải là bởi mình có khả năng, đạo đức hay là tài cán gì để có thể dám bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Không, sức con người không thể, nhưng tin vào Chúa thì mọi sự đều có thể. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Bây giờ đây, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con đường thập giá, con đường đau khổ, còn trăm triệu thử thách, nhưng vẫn là cái tạm thời so với cái đời đời, vẫn là cái nhất thời so với cái vĩnh cửu. Những đau khổ thử thách đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta được. Tin chắc chắn như vậy đi, thưa anh chị em. Để trong gian truân, trong đau khổ thử thách, trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Trong đau khổ, trong thử thách, trong gian truân, những thử thách đó để tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa, thì đức tin của chúng ta cũng phải chịu thử thách trăm chiều để đức tin mình tinh rộng. Nhưng chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, hãy vững tin. Đức tin được tinh luyện sẽ trở thành lời khen ngợi, đem lại vinh quang danh dự. Hiện thời không thấy Chúa, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt mà vẫn kính tin. Vì vậy anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang bởi nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Tất cả là do lòng tin. Xin Chúa cho con được tín thác tuyệt đối vào Chúa. Đức tin của con trải qua bao nhiêu thử thách thì càng chứng tỏ đức tin ấy tinh tuyền.
để con nắm chắc phần thưởng đời đời dành cho những người chọn niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Cảm ơn Chúa. Là nguồn hạnh phúc và an vui, về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ái Chúa son thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dàn sao trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa son thương nhân từ. Thời gian dẫu có vội vã, thương tuôn tình Chúa hay hà. Dẫu con phận mong giòn yếu đuối, chạy theo phù hoa vàng lối tội, suối nguồn lòng thương xót trăng vơi, tẩy sạch và thánh hóa muôn người. Về đây con ngậm được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác bằng lòng từ ái Chúa son thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dâng dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác. Tiếp theo chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời. Thánh Gabriel, Mẹ Sầu Bi, Thánh Romano và Lubicino. Ngày 27 tháng 2, Thánh Gabriel, Mẹ Sầu Bi. Vị thánh đáng yêu này sinh ở Assisio, nước Ý vào năm 1838. Lúc rửa tội, thánh nhân đã nhận tên Thánh Francisco để tỏ lòng tôn kính vị thánh ngài quý mến, đó là Francisco Assisi. Thân mẫu Francisco qua đời lúc cậu mới lên 4 tuổi. Vì vậy, thân phụ của Francisco đã thuê một cô giáo dạy trẻ về nuôi dưỡng cậu và những người con khác. Francisco rất đẹp trai và dễ thương. Thông thường tại các đám tiệc liên hoan, Francisco là người được hâm mộ nhất. Francisco yêu thích trò vui đùa giễu cợt, nhưng ngài cũng có tâm tưởng khác nữa. Đang khi vui vẻ, thỉnh thoảng Francisco cảm thấy chán nản, cảm thấy vô nghĩa, vô vị. Những cuộc vui không đem lại cho Francisco niềm vui đích thực, và cậu không thể hiểu được lý do là tại sao. Cậu linh cảm thấy rằng là trong mình có một sự khao khát Thiên Chúa cách mãnh liệt và quan tâm
đến những vấn đề quan yếu của cuộc sống. Hai lần Francisco bị bệnh gần chết. Mỗi lần Francisco hứa với Đức Mẹ rằng nếu Đức Mẹ chữa cho khỏi thì sẽ đi tu. Mà cả hai lần Francisco đều được ơn lành bệnh nhưng không giữ lời hứa. Một ngày kia, Francisco nhìn thấy người ta đang kiệu bức ảnh Đức Mẹ sầu bi trong một đám rước. Hình như Đức Mẹ đang chăm chú nhìn ngài. Cùng lúc đó, Francisco nghe thấy một tiếng nói trong lòng: Francisco, thế gian không ủng hộ con nữa đâu. Và điều đó đã xảy ra. Francisco vào dòng thương khó. Lúc ấy, cậu đã được 18 tuổi. Và Francisco chọn danh hiệu là Gabriel Mẹ Sầu Bi. Gabriel Mẹ Sầu Bi có lòng yêu mến đặc biệt đối với Bí Tích Thánh Thể và Đức Mẹ, Mẹ Sầu Bi. Thánh nhân thường dùng thời giờ để tưởng nghĩ về cuộc thương khó của Chúa Giêsu và việc Chúa Giêsu đã chịu đau khổ nhiều vì mình. Gabriel Mẹ Sầu Bi cũng học cách thực hành đặc biệt là hai nhân đức, khiêm nhường và vâng phục. Đặc điểm riêng của Gabriel là hồn nhiên và vui tươi. Trong Gabriel luôn luôn hạnh phúc và ngài lan tỏa niềm hạnh phúc ấy cho những người chung quanh. Thánh Gabriel Mẹ Sầu Bi được Chúa cất về ngày 27 tháng 2 năm 1862, lúc mới được 24 tuổi, và chỉ sống được 4 năm trong dòng thương khó. Đến năm 1920, Gabriel được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, nhiều người trẻ ngày hôm nay luôn luôn chủ trương rằng là sống vội và tận hưởng. Vì thế mà họ lao đầu vào những cuộc vui vô tiền khoáng hậu, và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, vào những cuộc ăn chơi trác táng. Thánh Gabriel Mẹ Sầu Bi cũng đã từng trải qua một thời tuổi trẻ như thế, đặc biệt là đẹp trai và dễ thương. Rồi trong những cuộc liên hoan, những cuộc vui như thế thì thích trò đùa giễu cợt như chúng ta, như những bạn trẻ ngày hôm nay thôi. Thế nhưng mà có khi sau những cuộc vui ấy, giống như bài hát gì, rồi cuộc vui tàn, một mình bước đi, một mình tôi về, nhiều nỗi đắng cay. Bài Và Tình Yêu Đến Cho Tôi Ngày Mai đó. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Cuộc vui về tràn ngập những chán nản, chán trường. Và tôi thấy chính bản thân mình cũng vậy. Có những cuộc vui, những cuộc liên hoan, rồi về thấy nó vô vị, vô nghĩa. Ngày hôm nay nhìn trên mạng ta thấy người ta tổ chức cuộc sinh nhật chẳng hạn, mà làm những cái cảnh như là thiên đàng, tốn cả tiền hoa không cả bạc tỷ, cái áo không cũng cả tỷ, rồi món quà sinh nhật không cả mấy chục tỷ. Không biết rằng là sau những cuộc vui ấy có thấy chán trường không? Người ta tung hô, người ta ca tụng vì cái sự xa hoa, vì cái sự chơi mà để lấy tiếng. Rồi sau đó có thấy cuộc sống nó vô nghĩa, vô vị không? Nếu chỉ dừng lại ở đó.
rồi lại bữa tiệc khác như bữa tiệc khác. Các bạn trẻ thử suy nghĩ lại thử coi. Francisco Gabriel mẹ Sophie đã trải qua như thế. Và cuối cùng thấy rằng là trong tập trong sâu thẳm trái tim mình có một lời mời gọi, có một tiếng kêu gọi nào đó để tìm có ý nghĩa cuộc sống của mình là cái gì. Có những người nghèo khổ suốt ngày chỉ đi tìm tiền cũng không đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Rồi có những người có tiền rồi thì chỉ đi lo tiêu tiền thì cũng chẳng làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Cho nên Chúa phải để cho Francisco có những biến cố xảy ra, hai lần bị bệnh gần chết. Lúc đó mình thấy rằng cuộc sống có nghĩa gì nữa đâu. Anh giàu, anh nghèo, hai người bị bệnh gần chết, thấy cuộc sống ý nghĩa gì không? Anh giàu cũng thế mà anh nghèo cũng thế. Nghèo suốt ngày đi vất vả đi tìm tiền, giàu suốt ngày vất vả đi tiêu tiền. Anh tìm tiền, anh tiêu tiền, và cô kia thì suốt ngày giữ tiền, không dám tiêu. Có tiền không dám tiêu, tìm tiền, tiêu tiền, giữ tiền, thế cuộc sống không nghĩa lý gì hết, cũng phải buông hết. Rồi Francisco khấn với Đức Mẹ là cho con khỏi bệnh, con sẽ đi tu. Hứa với Đức Mẹ. Có nhiều người đến cha cha cầu nguyện cho con hứa là nếu mà con khỏi bệnh thì con sẽ xin được rửa tội, sẽ theo đạo. Tôi nói đừng hứa, đừng khấn gì trong chuyện này. Xin thì mình cứ xin, mình cả đồ cầu thì cứ cầu. Và chỉ cần là xin cho con được vâng theo ý Chúa. Thế thôi. Xin cho con đón nhận mọi sự theo thánh ý Chúa, đừng theo ý con. Chứ đừng có hứa khấn gì. Thế cha, nhà cửa con bị tranh chấp, bây giờ cho khấn cho con đòi lại, con kiện 10 năm nay rồi. Con đòi lại, con hứa là con sẽ chi một nửa để làm đền lòng thương xót. Thôi, đừng hứa. Đừng hứa. Nói trước bước không qua. Đừng bao giờ phải hứa khấn gì cả. Có thì nói có, không thì nói không. Làm là làm, chứ không phải là hứa mà không làm. Mà làm thì chẳng cần phải hứa. Tôi rõ ràng dứt khoát như vậy. Đừng ai hứa tôi điều gì, mà tôi cũng chẳng hứa với ai điều gì. Cha hứa là sáng năm cha sẽ qua Mỹ, tôi chả hứa. Cha hứa là cha sẽ đỡ đầu hay làm phép rửa tội cho con, tôi chẳng hứa. Biết sống được ngày mai đâu mà hứa với không hứa. Làm được thì làm, không làm được thì thôi. Cho nên anh chị em đừng đặt điều kiện mà hứa với Chúa khi mình khấn xin điều gì nha. Rõ không ạ? Chúa đâu cần, Đức Mẹ cũng đâu cần. Giống như là cuộc đổi trác như vậy. Mình làm cho tôi thì tôi mới làm cho anh. Ơn nhưng không mà, đâu có phải là vì anh thế này vì thế kia mà Chúa ban. Vậy thì Chúa cũng tính qua tính lại, có qua có lại mới toại lòng nhau như người đời thế gian à. Vậy thì còn gì là lòng thương xót? Lòng thương xót là vô biên, là bao la, là cho không biếu không. Nhưng mà vấn đề là mình có tin tưởng hay không để mình được ơn. Mà cho dẫu không giữ lời hứa lần thứ hai, Đức Mẹ vẫn ban ơn mà vẫn cứu sống mà. Thế không? Gặp mình mà thôi, lần trước tao cứu mày, mày nói mày đi tu mà bây giờ mày vẫn cứ như tà như thế này, cứu cái gì đâu mà cứu. Cứu mày xong mày cũng có đi tu đâu. Đúng thật, cứu xong lần thứ hai nó vẫn không đi tu. Vậy mà làm thánh đấy. Làm thánh ở cái chỗ là được tiếng nói trong lòng. Francisco, thế gian không ủng hộ con nữa đâu. Giống như là thánh Francisco Assisi, được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Cho nên là Francisco mới bỏ hết tất cả, giàu sang phú quý, địa vị chức tước, để đi theo Chúa chân đất và hành khất. Thì thánh Gabriel mẹ Sobi này cũng thấy bắt chước vị thánh bổn mạng của mình, khiêm nhường và vâng phục. Và đặc điểm của Gabriel là hồn nhiên và vui tươi. Trông Gabriel luôn hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc ấy cho những người xung quanh. Đó, có những người nói thưa cha sao đạo mình các thánh thì buồn thế. Bảo không, đây này có thánh luôn luôn là hồn nhiên và vui tươi này, mà hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc cho người khác này.
theo đạo của mình nói Chúa là tình yêu, mà sao những người mà trong đạo chẳng thấy vui, chẳng thấy hạnh phúc, thì lúc nào mặt cũng buồn buồn, đi lễ cũng buồn buồn, đọc kinh cũng buồn buồn, rồi cái gì cũng buồn buồn. Chẳng thấy tươi, chẳng thấy cười lên được gì cả. Cái đạo mình kỳ vậy cha, thấy Chúa là tình yêu mà buồn dữ vậy cha. Và đâu có, tại người ta chưa cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, chưa cảm nhận được Thiên Chúa là tình yêu, chứ đâu phải tại vì Chúa mà đổ cho Chúa. Cảm nhận được Chúa là tình yêu như là Thánh Gabriel, dù là lấy tên là mẹ sầu bi đấy, nhưng mà luôn luôn hồn nhiên, vui tươi, hạnh phúc và lan tỏa niềm hạnh phúc cho người khác. Ngày 28 tháng 2, Thánh Romano và Thánh Lupicino, hai vị thánh người Pháp này là anh em ruột, Romano và Lupicino, hai anh em ruột sống vào thế kỷ thứ 5. Khi còn trẻ, Thánh Romano được mọi người mến mộ vì cậu rất tốt lành. Cậu có một tấm lòng ao ước nên thánh, khao khát nên thánh một cách mãnh liệt. Từ khi nhận thức được trên thế giới này người ta quá dễ dàng quên lãng và coi thường Thiên Chúa, thì Romano quyết định là sống cuộc đời mang danh ẩn tích. Chán quá, sống ngoài đời thấy người ta dễ dàng quên lãng Chúa quá, coi thường Chúa quá. Trước tiên Romano bàn hỏi với một đan sĩ thánh thiện, rồi cậu tiến hành điều mà cậu đã quyết định. Romano đem theo một cuốn sách, đó là cuốn Đời sống của các giáo phụ nơi hoang mạc của tác giả Cassio. Romano cũng mang theo hạt giống để gieo trồng và một ít dụng cụ. Với những thứ dự trữ này, Romano vào rừng có những dãy núi thuộc dải Jura giữa Thụy Sĩ và Pháp. Romano tìm thấy một cây linh sam to lớn, và thế là cậu định cư ở dưới gốc cây này. Romano dùng thời giờ cầu nguyện và đọc sách. Cậu cũng gieo trồng và chăm nom khu vườn của mình, một quang cảnh thiên nhiên yên tĩnh đầy thú vị. Chẳng bao lâu sau đó, người em của Romano là Lupicino đến xin nhập cuộc với anh của mình. Hai anh em ruột Romano và Lupicino khác tính nhau. Romano thì nghiêm nghị với bản thân mình, nhưng rất tử tế, hiền lành và đầy tình thông cảm, hiểu biết với người khác. Còn Lupicino thì khó khăn, nghiêm khắc với chính mình và cũng nghiêm khắc luôn với cả người khác. Hai anh em tính tình khác biệt nhau. Tuy nhiên, Lupicino có ý tốt. Hai anh em hiểu nhau và chung sống với nhau một cách hòa hợp. Rồi có nhiều thanh niên đến xin gia nhập với các ngài. Họ cũng muốn trở nên những đan sĩ. Vì thế mà hai anh em xây cất hai đan viện, Romano và Lupicino, mỗi người là đan viện phụ của một đan viện. Các đan sĩ sống cuộc đời khó khăn và giản dị. Họ cầu nguyện nhiều và hy sinh làm việc một cách vui vẻ. Họ ăn năn sám hối để củng cố ơn gọi của mình. Họ vất vả làm việc đồng áng để tăng thêm thực phẩm và luôn luôn giữ luật thinh lặng. Họ quyết định sống như thế vì mối quan tâm chính yếu của họ là kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Lối sống này giúp họ dễ hướng về cùng đích siêu nhiên. Thánh Romano về trời năm 460. Người em trai của ngài là Thánh Lupicino qua đời năm 480, 20 năm sau. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Romano và Thánh Lupicino, cả hai đều là những vị thánh, anh em ruột, dù rằng hai người có những cá tính khác nhau. Chúng ta hãy học nơi hai vị thánh điểm này là tất cả chúng ta đều có những ân sủng và những tài năng có thể khác biệt nhau, mà chúng ta có thể dùng để đem người khác đến gần Thiên Chúa. Điều mà Chúa
kiếm tìm là tấm lòng sẵn sàng hy sinh của chúng ta. Đừng nghĩ rằng tôi với anh khác nhau, khác khẩu rồi khác tính thì không sống chung được. Đã gọi là người khác, anh là người khác với tôi. Đã gọi là người khác thì chúng ta phải khác nhau chứ. Đâu có đóng khuân được. Chúa không đóng khuân. Chúa không dựng nên theo kiểu làm hàng loạt, theo kiểu dây chuyền sản xuất hàng loạt. Ai cũng hai mắt, nhưng mà mắt quay giống mắt ai không? Chị em thấy không? Mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Ngàn đời trước và ngàn đời sau, chỉ có một mình anh, không người thứ hai. Chỉ có một mình tôi, không người thứ hai. Dù tôi như thế nào, Chúa dựng nên tôi và cho thấy đó là hoàn hảo. Một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa, một sáng tạo độc đáo của Thiên Chúa. Và những cái sáng tạo độc đáo này, sáng tạo độc nhất vô nhị này có thể sống chung được với nhau. Mà đó là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót là làm cho chúng ta có thể thương xót nhau mặc dù chúng ta khác biệt nhau. Lòng thương xót là làm cho chúng ta có thể sống với nhau được mặc dù chúng ta có thể khác tính tình với nhau. Anh thích cái này, tôi thích cái kia. Anh tính này, tôi thích cái nọ. Anh thích động, tôi thích tĩnh, vân vân và vân vân. Điểm thứ hai nữa là khi mà hai anh em lựa chọn một lối sống ẩn dật như vậy, các thanh niên tìm đến. Điều đó chứng tỏ là gì? Là những người trẻ ngày hôm nay, người xưa cũng như ngày hôm nay, vẫn có cái nhu cầu khao khát về đời sống tâm linh. Họ vẫn muốn tìm đến một nơi để thinh lặng, để cầu nguyện, để gặp gỡ Chúa. Đừng bảo rằng người trẻ ngày hôm nay họ chỉ thích ồn ào, chỉ thích ăn chơi, chỉ thích náo nhiệt, chỉ thích cái bề ngoài không. Vẫn còn những người âm thầm mà cái số đó nhiều ấy chứ. Số ít thì ồn ào, nhưng mà số nhiều âm thầm vẫn ngày đêm, thưa cha con vẫn nghe lời Chúa, vẫn theo dõi Tín Thác .net cả 3 năm nay. Nhiều bạn trẻ nói với tôi như vậy. Nhiều bạn trẻ nói với tôi là thưa cha, con đang đọc cuốn thơ Tình Lòng Thương Xót, và cha cho con thêm 50 cuốn nữa để con tặng cho các bạn khác, các bạn cũng rất là muốn. Đấy, khao khát thư tình lòng thương xót, thưa anh chị em. Rồi có nhiều bạn trẻ nói thưa cha, con đang làm cho bệnh viện cho máy lòng thương xót với bệnh nhân đi. Những bệnh nhân họ cần này hơn là cần cam, cần bánh, cần kẹo. Vì khi mà mình đau ốm bệnh tật rồi, ăn uống có thiết gì nữa không? Của cải có thiết gì nữa không? Không, cần gì? Cái mỗi họ cần là cái tâm linh, cái đời sống. Rồi có những người khác nói thưa cha, mấy lòng thương xót còn không? Con xin chừng 100 cái để con đi vùng sâu vùng xa con phát. Nhiều người họ không đến nhà thờ được, không có phương tiện để mở web hay là lên mạng. Họ cần cái máy này. 10.000 cái máy này mới hôm Tết giờ có chưa được tháng đã hết sạch rồi. Đang chờ 15.000 cái máy đi về. Mà tôi đặt tại chính cái hãng đó, và hãng đó bảo là con chỉ sản xuất cho cha mà thôi. Mua dữ liệu sở dĩ lâu là vì như thế. Thế thưa anh chị em, người ta đang có nhu cầu lắm. Và vì vậy mà chúng tôi đáp ứng nhu cầu tâm linh của những người trẻ. Và cuối cùng tôi thấy là cái ông Thánh Romano này, ông tìm được cái nơi định cư ở dưới gốc một cái cây, rồi làm cái vườn quang cảnh thiên nhiên yên tĩnh thầy thi vị. Bỗng nghĩ đến ốc đảo lòng thương xót. Có nhiều người cũng bảo, bao giờ cha? Bảo, hỏi Chúa hỏi tôi. Ở đâu cha? Hỏi Chúa hỏi tôi. Như thế nào cha? Hỏi Chúa hỏi tôi. Nhưng mà mình ước mơ, xin Chúa thực hiện ước mơ đó, để có một nơi cho người trẻ đến cầu nguyện, tĩnh lặng. Một khu vườn lòng thương xót thật đẹp, một vườn hòa giải để người ta đến ta sám hối, một đồi tím hoa sim có cây thánh giá với những hoa tím như thế này, đồi tím hoa sim để người ta dục lòng sám hối, và có chặng đường thánh giá 14 chặng, mỗi chặng là một tiểu cảnh riêng với hoạt cảnh riêng để người ta suy niệm về cuộc thương khó của Chúa trong cái bối cảnh đó, trong cái môi trường đó. Có nhà chầu thánh thể 24/24 để người ta đến, người ta nói chuyện thức với Chúa, liên lỉ,
không bao giờ đóng cửa và ngọn dầu, đèn chầu không bao giờ tắt. Có nơi để người ta thực hành lòng thương xót Chúa. Có nơi để người ta khám bệnh phát thuốc miễn phí, để người ta được chăm sóc những người già, những người tàn tật và nhất là những người tội lỗi, xì ke, ma túy, đĩ điếm. Có nơi để họ đi về với lòng thương xót. Có khu vườn thật thơ mộng. Vô đó người ta cảm thấy êm ái, êm đềm, nhẹ nhàng, thanh thản, thảnh thơi và dìm mình vào trong đại dương lòng Chúa thương xót. Cầu nguyện cho ước mơ ấy được trở thành hiện thực. Amen. Số 1325. Ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa và Đấng Tạo Hóa của con, ước chi mọi sự trong con đều ca ngợi Chúa. Với từng nhịp đập của trái tim, con muốn ngợi khen lòng thương xót khôn dò của Chúa. Con muốn nói cho các linh hồn biết về lòng thương xót của Chúa, lòng nhân lành của Chúa, và khuyến khích họ hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ôi, lạy Chúa, đó là sứ mạng Chúa đã ủy thác cho con ở đời này và đời sau. Số 1326. Hôm nay chúng con khai mạc tuần tĩnh tâm 8 ngày. Lạy Chúa Giêsu, tôn sư của con, xin giúp con làm các việc trong tuần tĩnh tâm thánh thiện này với lòng sốt sắng hết sức. Lạy Chúa, ước chi Thánh Thần Chúa dìu dắt con vào những tri thức sâu nhiệm nhất về Chúa cũng như về bản thân con. Bởi vì biết Chúa bao nhiêu, con sẽ yêu mến Chúa bấy nhiêu. Và biết nỗi khốn nạn của bản thân con bao nhiêu, con sẽ khinh mình bấy nhiêu. Lạy Chúa, con biết Chúa sẽ không xẻn so với con sự trợ giúp của Chúa. Con mong ước sẽ ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh, mặc dù mắt nhân loại không nhận ra điều này, kể cả các bề trên của con. Con buông mình hoàn toàn cho tác động của ân sủng Chúa. Lạy Chúa, nguyện thánh ý Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi con. Số 1327. Ngày thứ nhất. Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của Cha, tuần tĩnh tâm này sẽ là một cuộc chiêm niệm liên tục. Cha sẽ đưa con vào tuần phòng này như vào một bàn tiệc thiêng liêng. Sát bên trái tim từ ái Cha, con sẽ suy ngẫm tất cả những hồng ân tâm hồn con đã được lãnh nhận, và một niềm bình an sâu xa sẽ đồng hành với linh hồn con. Cha muốn mắt linh hồn con hãy luôn nhìn cắm vào thánh ý Cha, bởi vì trên con đường ấy, con sẽ làm thỏa lòng Cha nhất. Không hy sinh nào có thể sánh được với điều này. Trong tất cả những việc đạo đức, con hãy ở sát bên trái tim Cha. Con đừng làm điều gì mới lạ, bởi vì Cha sẽ an bài trọn vẹn cuộc đời con hợp theo ý Cha. Vị linh mục giảng phòng sẽ không nói lời nào khiến con phải dao động đâu. Số 1328. Lạy Chúa Giêsu của con đã thực hiện 2 bài nguyện gẫm, và qua đó con nhận thấy tất cả những điều Chúa đã nói với con đều ứng nghiệm. Con đang được cảm nghiệm một niềm an bình sâu xa.
Và niềm bình an này phát nguồn từ chứng cứ của lương tâm con. Lạy Chúa, đó là con luôn luôn thực thi thánh ý Chúa. Số 1329. Trong bài nguyện gẫm về mục đích đời người, tôi hiểu ra chân lý này đã ăn rễ sâu trong linh hồn tôi, và các việc của tôi nhờ đó mà được nên trọn lành hơn. Tôi biết vì sao tôi đã được tạo thành. Đối với tôi, dù mọi thụ tạo có hợp lại cũng không thể thế chỗ của đấng tạo hóa. Tôi biết Thiên Chúa là cứu cánh tối trung của tôi. Vì thế, trong mọi việc làm, tôi đều tưởng nghĩ đến Người. Số 1330. Ôi, được tham dự một tuần tĩnh tâm kề bên trái tim ngọt ngào của Thiên Chúa, thật tốt đẹp dường bao. Tôi được ở trong hoang mạc với người yêu dấu của tôi. Không ai làm gián đoạn cuộc tình tự thân mật giữa tôi với Người. Số 1331. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã đoái thương đặt những nền móng sự thánh thiện cho con. Vì sự cộng tác của con đâu đã có gì. Chính Chúa đã dạy dỗ con đừng coi trọng việc sử dụng và chọn lựa những tạo vật, bởi vì trái tim con tự nó rất yếu mềm. Và vì vậy, con đã nài xin Chúa, lạy tôn sư của con, đừng lưu tâm đến nỗi đau của trái tim con, nhưng hãy chặt phăng bất cứ những gì có thể kiềm giữ con xa cách nẻo đường tình yêu. Lạy Chúa, con đã không hiểu Chúa trong những thời gian sầu khổ. Khi Chúa thực hiện những công việc của Chúa trong linh hồn con, nhưng hôm nay con hiểu được Chúa và con vui mừng trong sự thông dong của hồn con. Chính Chúa Giêsu đã lo liệu để trái tim tôi không bị vướng mắc vào các giò bẫy của bất kỳ đam mê nào. Tôi hiểu biết những hiểm nguy mà Thiên Chúa đã giải cứu tôi. Và vì thế, niềm tri ân của tôi đối với Người không còn giới hạn. Số 1332. Ngày thứ hai, khi suy về tội lỗi các thiên thần và sự kiện họ lập tức bị trừng phạt, tôi đã hỏi Chúa Giêsu tại sao các thiên thần lại bị trừng phạt ngay khi vừa phạm tội như thế. Tôi được nghe lời này: bởi vì họ có hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa. Không một ai trên đời này, kể cả các bậc đại thánh, có được một tri thức về Thiên Chúa như các thiên thần. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với con là kẻ khốn nạn. Bây giờ và mãi mãi vẫn thế, Chúa kêu mang con trong cung lòng yêu thương của Chúa và khoan thứ cho con mỗi khi với trái tim sám hối con xin Chúa thứ tha. Số 1333. Sự thinh lặng sâu thẳm bao phủ linh hồn tôi. Không có một áng mây nào che khuất mặt trời khỏi tôi. Tôi tắm mình trong ánh sáng mặt trời để tình yêu Thiên Chúa có thể thực hiện việc biến đổi tôi hoàn toàn. Tôi muốn ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh, bất chấp tất cả, nghĩa là bất chấp tình trạng xấu xa của bản thân.
tôi vẫn mong muốn trở thành một vị thánh và tin lòng thương xót Chúa có thể tác thành một vị thánh từ một kẻ khốn cùng như tôi, bởi vì tôi hoàn toàn có thiện chí. Trước tất cả các thất bại, tôi vẫn muốn tiếp tục chiến đấu như một linh hồn lành thánh và sống như một linh hồn lành thánh. Tôi không thất đảm trước bất cứ điều gì. Như thế, không gì có thể làm thất đảm một linh hồn thánh thiện. Còn muốn sống và chết như một linh hồn thánh thiện, với ánh mắt luôn cắm chặt vào Chúa, lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, mẫu gương các hành động của con. Con thường nhìn quanh để kiếm tìm các tấm gương, nhưng không tìm được gì thỏa đáng. Và con nhận ra sự thánh thiện của con đường như chao đảo. Nhưng từ nay về sau, mắt con sẽ cắm chặt vào Chúa. Lạy Chúa Kitô, đấng hướng đạo toàn thiện của con. Con tin tưởng Chúa sẽ chúc lành cho các nỗ lực của con. Số 1334. Trong bài suy gẫm về tội, Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ và thói vong ân tiềm ẩn trong tội lỗi. Tôi cảm thấy trong linh hồn tôi một sự gớm ghét ngay cả với một tội mọn mạnh nhất. Tuy nhiên, các chân lý muôn đời tôi vẫn suy ngẫm ấy không gây ra một bóng mờ khuấy động hoặc làm linh hồn tôi xao xuyến. Mặc dù tôi ghi khắc những điều ấy vào lòng, nhưng cuộc chiêm ngắm của tôi không vì thế mà bị gián đoạn. Trong cuộc suy ngẫm này, tôi không cảm nghiệm những xúc động mãnh liệt của tâm hồn, nhưng là một niềm an bình và thinh lặng sâu xa. Mặc dù tình yêu của tôi lớn lao, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm một sự thanh thản phi thường. Thậm chí, việc lãnh nhận thánh thể cũng không tạo nên một cảm giác nào, nhưng đem tôi vào sự kết hợp. Ở đó, tình yêu của tôi và tình yêu của Thiên Chúa được tan hòa nên một. Số 1335. Chúa Giêsu đã tỏ ý cho tôi hãy cầu nguyện cho các chị em đang tham dự tuần tĩnh tâm. Trong lúc cầu nguyện, tôi được biết về cuộc chiến đấu một số chị em đang trải qua, và tôi gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện cho họ. Số 1336. Trong sự thinh lặng sâu xa này, tôi có thể thẩm định tình trạng linh hồn mình được tốt hơn. Linh hồn tôi như một hồ nước trong vắt, có thể nhìn thấu mọi sự trong đó, cả nỗi khốn cùng của bản thân cũng như các ân sủng bao la của Chúa. Nhờ tri thức xác thực về bản thân, tâm trí tôi được củng cố trong sự khiêm nhượng thẳm sâu. Con phó tâm hồn con cho tác động của ơn Thánh Chúa, như pha lê dưới những tia sáng mặt trời. Lạy Chúa, ước chi hình ảnh Chúa được phản chiếu trong đó, đến tận mức độ khả dĩ đối với tâm hồn một thụ tạo. Ước chi thần tính Chúa rạng chiếu qua con. Ôi, lạy đấng đang ẩn ngự trong linh hồn con. Số 1337. Khi tôi đang cầu nguyện trước thánh thể và chúc tụng năm thương tích Chúa Giêsu, mỗi lần chúc tụng, tôi cảm thấy một dòng thác ân sủng trào đổ vào linh hồn tôi, cho tôi được nếm hưởng thiên đàng
và niềm tuyệt đối tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Số 1338. Khi đang viết những lời này, tôi nghe có tiếng rống của Satan: mày viết hết cả rồi, nó viết ra hết cả rồi, thế là chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Mày đừng viết về lòng nhân lành của Thiên Chúa nữa, người công thẳng mà. Chu chếu trong cơn cuồng nộ, rồi nó biến mất. Số 1339. Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Chúa không khinh chê nhưng liên tục đổ tràn ân sủng chuống xuống cho chúng con. Chúa làm cho chúng con xứng đáng được vào nước Chúa. Với lòng nhân ái, Chúa cho nhân loại được thế chỗ của các thiên thần vong ân. Lạy Thiên Chúa vô cùng lân tuất, Chúa đang ngoảnh mặt trước các thần ngụy nhưng lại ghé nhìn nhân loại thống hối. Nguyện lời chúc tụng và vinh quang đều dâng về lòng thương xót vô biên của Chúa. Ôi Thiên Chúa, Chúa không khinh chê con tim hèn mọn này. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng với nhau đọc qua trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, từ số 1325 đến số 1339. Đọc trong số 1325, ta thấy thánh Faustina cầu nguyện với Chúa: với từng nhịp đập của con tim, con muốn ngợi khen lòng thương xót khôn dò của Chúa. Ước chi mọi sự trong con đều ca ngợi Chúa. Và Faustina nói rằng là con muốn nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành của Chúa và hãy khuyến khích họ. Và khuyến khích họ hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Và Faustina xác tín rằng đó là sứ mạng mà Chúa đã ủy thác cho mình ở đời này và đời sau. Khi đọc đến đây, tôi thấy chính bản thân mình hoặc một số anh chị em đang đi vào con đường lòng thương xót cũng có cái lòng khao khát đó. Lòng khao khát đó ngay cả những người ngoại đạo, là muốn cho các linh hồn biết về lòng nhân lành của Chúa và khuyến khích họ tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Và mình làm điều đó, mình xác tín rằng, tôi xác tín rằng đó là sứ mạng mà Chúa trao cho tôi, sứ mạng mà Chúa ủy thác cho tôi ở đời này và cả đời sau nữa. Cho nên Chúa đã nói với Faustina rằng là sứ mạng của con không chấm dứt ở đời này nhưng kéo dài cả đời sau trên thiên đàng nữa. Giờ đây trên thiên đàng, thánh nữ Faustina vẫn đang đồng hành với chúng ta, vẫn khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta, những con người đang khao khát nói cho mọi người, khuyến khích mọi người tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Mà tín thác vào lòng thương xót Chúa thì có mất mát gì đâu, có thiệt thòi gì đâu. Không những thế mà còn lợi gấp trăm, lợi gấp ngàn. Giữa những khó khăn thử thách, người ta lo lắng, người ta bối rối, người ta hoang mang, còn mình tín thác vào Chúa, mình được sự bình an sâu thẳm. Bình an như là con thuyền giữa sóng gió, có Chúa nằm trên ván véo mà ngủ. Con thuyền vẫn sóng gió, nhưng các tông đồ, nhưng chúng ta nếu tín thác vào Chúa không hoảng hốt thì vẫn bình an. Người ta hoảng hốt, còn ta được bình an, đó là cái ơn lớn vô cùng. Và chính vì thế mà ta muốn nói cho mọi người hãy tín thác vào Chúa để được cái sự bình an đó, vì tôi đã được bình an như thế. Và có số 1326, Faustina nói rằng là biết Chúa bao nhiêu, còn yêu mến Chúa bấy nhiêu. Cho nên mỗi ngày, mỗi khám phá ra lòng thương xót của Chúa, khám phá ra Chúa tuyệt vời bao nhiêu, thì mình càng yêu mến Chúa bấy nhiêu. Vì vậy mà việc học hỏi,
lời Chúa, học hỏi về sứ điệp lòng thương xót Chúa, học hỏi về nhật ký lòng thương xót Chúa là điều rất cần thiết, vì ta càng học, càng hiểu, càng biết về Chúa bao nhiêu thì mình yêu mến Chúa bấy nhiêu. Ta gọi là vô tri bất mộ, không biết thì không yêu mến, càng biết bao nhiêu thì càng yêu mến bấy nhiêu. Hai người yêu nhau cũng thế, mình chỉ có thể yêu nhau được khi mình đã tìm hiểu và biết về người đó như thế nào. Và khi đã yêu rồi, ta càng biết về người đó bao nhiêu thì ta lại càng thêm yêu người đó bấy nhiêu. Nguyện Thánh ý Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi mỗi người chúng ta. Và đó là điều mà trong số 1327 Chúa nói với Faustina rằng là: sát bên trái tim từ ái của ta, con sẽ suy ngẫm tất cả những hồng ân mà tâm hồn con đã được lãnh nhận, và một niềm bình an sâu xa sẽ đồng hành với linh hồn con. Hãy nép mình bên trái tim Chúa để ta suy ngẫm, điểm lại tất cả những hồng ân mà ta được lãnh nhận. Lúc đó tâm hồn ta mới được bình an. Và Chúa nói với Faustina và nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay là: ta muốn mắt linh hồn con hãy luôn nhìn cắm vào Thánh ý ta, bởi vì trên con đường ấy con sẽ làm thỏa lòng ta nhất. Nhìn cắm vào Thánh ý Chúa, chỉ chăm chú chuyên chăm thực hiện Thánh ý Chúa, đó là điều mà Thiên Chúa thỏa lòng nhất. Không hy sinh nào có thể sánh với điều này. Không hy sinh nào có thể sánh với việc là luôn chu toàn Thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa sẽ an bài trọn vẹn cuộc đời của mình hợp với Thánh ý Chúa. Chúa sẽ an bài trọn vẹn cuộc đời của mình hợp với Thánh ý Chúa. Vậy thì mình lo lắng gì nữa? Hãy ở bên sát bên trái tim Chúa, tìm kiếm Thánh ý Chúa mà thực hiện để được bình an. Thưa anh chị em, lời cầu nguyện của Faustina ở số 1331, ta thấy Faustina xác tín rằng là chính Chúa đoái thương đặt nền móng sự thánh thiện cho con. Vì sự cộng tác của con đâu đã có gì. Chính Chúa đã dạy dỗ con đừng coi trọng việc sử dụng và chọn lựa những tạo vật, bởi vì trái tim con tự nó rất yếu mềm. Và Faustina xin Chúa là đừng lưu tâm đến nỗi đau của con, mà hãy chặt phăng bất cứ những gì có thể kìm giữ con xa cách nẻo đường tình yêu. Chặt phăng tất cả những gì làm cho con xa cách thì Chúa đi. Ghé, con muốn đau gì thì đau. Đừng lưu tâm đến nỗi đau của con. Những ham hố, những ham muốn, những tham sân si của con, cắt đi, có khi nó đau lắm, nhưng mà xin Chúa cứ cắt nó đi, đừng lưu tâm đến những cái đau đó. Vì con không hiểu Chúa trong những thời gian sầu khổ. Lúc mà ta đau khổ, ta không hiểu được Chúa. Tại sao Chúa lại để con chuyện đó xảy ra? Tại sao Chúa lại cắt phăng đi tất cả những cái mà con thích, con muốn, con ham, con khao khát? Cho nên ta không hiểu Chúa trong thời gian sầu khổ. Xin Chúa thực hiện công việc của Chúa để ngày hôm nay khi mà hiểu được, ta vui mừng trong sự thông dong của tâm hồn. Ồ, bây giờ tôi hiểu rồi. Chúa để cho xảy ra những sự khó ấy. Hoặc Chúa cất đi những cái mà tôi đang khao khát mong chờ. Hoặc Chúa không ban cho những điều mà tôi cầu khấn. Lúc đó tôi sầu khổ. Nhưng bây giờ, khi Chúa thực hiện công việc của Chúa trong linh hồn của tôi rồi, tôi hiểu được Chúa và vui mừng, thông dong bình an. Vì chính Chúa đã lo liệu để trái tim chúng ta không bị vướng mắc vào các giò bẫy của bất cứ đam mê nào. Chúa lo liệu để ta không vướng mắc vào giò bẫy của bất cứ đam mê nào, mà đôi khi vì không hiểu cho nên ta buồn, có khi ta than trách Chúa. Bây giờ Phúc sẽ nói rằng tôi hiểu biết những hiểm nguy mà Thiên Chúa đã giải cứu tôi. Vì thế mà niềm tri ân của tôi đối với Chúa không còn giới hạn nữa. Và Faustina khao khát, mong muốn được trở thành một vị thánh bất chấp tất cả.
bất chấp tình trạng xấu xa của bản thân mình, vì tin rằng lòng thương xót Chúa có thể tác thánh một vị thánh từ một kẻ khốn cùng như mình. Bởi vì Faustina hoàn toàn có thiện chí, mà chú chỉ cần cái thiện chí đó thôi. Tôi khao khát nên thánh, tôi mong mỏi được nên thánh. Đó là cái thiện chí, mặc dù tôi khốn cùng, mặc dù tôi tội lỗi, nhưng mà lòng thương xót Chúa có thể làm một con người khốn cùng tội lỗi như tôi đây để trở thành một vị thánh. Trước tất cả các thất bại, trước tất cả các thất bại, tôi vẫn muốn tiếp tục chiến đấu như một linh hồn lành thánh và sống như một linh hồn lành thánh. Và tôi không thất đảm trước bất cứ điều gì. Như thế không gì có thể làm thất đảm một linh hồn thánh thiện. Một linh hồn thánh thiện, một linh hồn hoàn toàn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không sợ bất cứ điều gì, vẫn tiếp tục chiến đấu dù cho biết bao nhiêu thất bại, chiến đấu như một linh hồn lành thánh và sống như một linh hồn lành thánh. Muốn sống và chết như một linh hồn thánh thiện, với em ánh mắt luôn cắm chặt vào Chúa. Và Faustina khám phá rằng là bây giờ mình chỉ có nhìn vào Chúa là mẫu gương, là lý tưởng, là thần tượng, là mẫu mực cho mọi hành động của mình. Vì khi nhìn chung quanh chẳng tìm được một tấm gương nào, chẳng tìm được cái gì để mà thỏa đáng. Cho nên từ nay về sau chỉ cắm chặt vào Chúa mà thôi, là người hướng đạo toàn thiện. Và Chúa chúc lành cho nỗ lực của ta, cho cố gắng, cho thiện chí của ta, dù có bao phần thất bại, không sợ hãi bất cứ điều gì, thưa anh chị em. Và khi chúng ta làm công việc như nãy giờ ta nói, đó là khao khát mong muốn cho mọi người nhận biết lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương cách nào, bằng rao giảng, bằng lời nói, bằng chữ viết, thì số 1338 cho ta thấy là Satan, kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa, nó chu chéo lên rằng khi Faustina đang viết về lòng thương xót Chúa, thì ma quỷ nó rằng nó viết hết cả rồi, nó viết hết cả rồi, nó viết hết ra rồi, thế là chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Mày đừng viết về lòng nhân lành của Thiên Chúa nữa, người công thẳng thôi, công thẳng mà. Ma quỷ nó thấy khi ta càng viết càng nói về lòng thương xót Chúa bao nhiêu, thì càng có những người tội lỗi quay trở về với Chúa bấy nhiêu. Và điều đó làm cho ma quỷ thiệt thòi, công cốc, giam hãm các linh hồn bao nhiêu năm nay, mà họ biết về lòng thương xót Chúa một cái là họ bỏ con đường tội lỗi quay về với Chúa. Ma quỷ trắng tay. Cho nên nó nói Faustina là đừng có viết, đừng có nói gì về lòng nhân lành, lòng thương xót của Chúa, vì Chúa là đấng công thẳng. Công thẳng lắm, không còn hy vọng gì, chỉ có trừng phạt mà thôi, đáng tội của đáng tội. Ta chỉ có một điều là dù gì đi nữa vẫn cứ loan truyền lòng thương xót Chúa. Dù ma quỷ có quấy phá, có dùng bàn tay người đạo đức quấy phá, ngăn cản, vẫn cứ tiếp tục tiến bước bất chấp mọi trở ngại. Vì khi ta cứu được các linh hồn, khi ta đưa họ về với lòng thương xót Chúa, thì ta cứu được chính linh hồn của ta. Chúa không khinh chê ta đâu, Chúa không khinh chê con tim hèn mọn này, mà tiếp tục đổ tràn ân sủng xuống trên mỗi người, làm cho mình được xứng đáng vào nước Chúa. Không phải mình xứng đáng bởi mình đạo đức tốt lành, nhưng bởi lòng thương xót Chúa đổ tràn ân sủng xuống trên mình để mình được xứng đáng. Và Ngài không khinh chê những con tim hèn mọn này. Thưa anh chị em và các bạn, giờ đây chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện cho mỗi người được lòng hăng say, khao khát loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người bằng bất cứ phương tiện nào, lời nói, chữ viết, nhất là bằng hành động. Bất chấp mọi trở ngại, cứ mạnh dạn tiến bước, không sợ bất cứ một trở lực nào, vì Chúa luôn ở cùng ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Và trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra từ cái tốt, từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chúng ta tập trung vào một điểm, đó là lời nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Bài đọc 1 trong sách Huấn Ca, chương 27 câu 47. Đọc xong thấy thú vị lắm thưa anh chị em. Đọc xong thấy nếu mà ta thực hành được điều đó, ta đang thực hành được lòng thương xót. Vì Chúa nói với Faustina thế này: ai cũng có thể thực hành lòng thương xót được. Đừng nói rằng tôi không có tiền, không có của, làm sao tôi làm bác ái, làm sao tôi thực hành lòng thương xót được. Và ai nghe thấy cũng có lý. Trời, chúng còn dân nghèo khó khăn, đâu có làm bác ái, vì đâu có thực hành lòng thương xót được. Nhưng mà tôi thấy, nghe lại nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina mà chúng tôi vẫn chia sẻ với anh chị em trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần, cũng sắp kết thúc rồi. Mà nếu kết thúc xong thì chúng tôi sẽ làm một cái radio nhật ký lòng thương xót. Chịu không? Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Vì trước tôi có làm, nhưng mà lúc đó phương tiện kỹ thuật nó còn eo hẹp. Rồi làm trong lúc mà bị cấm cách, làm mà trong lúc mà đọc phải dán kín hết các cửa lại, sợ bên ngoài nghe thấy. Làm mà chỉ có cái lúc mà người ta nghỉ hết, vắng hết rồi mới làm. Vì ban ngày thì nó ồn. Làm mà đọc cứ run run, mắt phải ngó trước ngó sau trông chừng. Còn bây giờ có phương tiện tốt hơn, thâu âm tốt hơn và cảm nghiệm được hơn. Đọc mỗi ngày rồi có thêm cái phần mà gọi là cảm nhận. Thì Chúa nói Faustina thế này: con có ba phương cách để thực hành bác ái. Thứ nhất là bằng lời nói, thứ hai là bằng cầu nguyện, và thứ ba là bằng việc làm. Vậy thì ai cũng có thể làm được. Ồ, bây giờ nhiều người mới ngỡ ngàng, con cứ tưởng cứ phải có tiền mới làm bác ái, mới thực hành lòng thương xót. Xin lỗi, càng có tiền càng khó thực hành lòng thương xót. Có biết tại sao không? Biết tại sao không? Ta bảo người giàu thì thích người giàu thì tham việc, mà thất nghiệp thì tham ăn. Thất nghiệp chẳng biết làm gì, Covid xong đứa lên 3 ký, đứa lên 13 ký, gặp bảo sao mập dữ vậy. Thì cha thấy cứ đi lên đi xuống không được ra ngoài, rồi cứ ăn ngồi buồn, rồi cứ rón ăn vặt riết, mập người nó mập lên chứ có gì đâu. Còn những người giàu thì tham việc, mà làm nó có tiền cho nên say, không có giờ nghỉ. Cha ơi, hết công ty này đến công ty nọ, công ty kia. Lúc mà bảo bác ái thử coi, chia sẻ thử coi với những người có tiền, khó à nha, không dễ à nha.
Tôi không biết anh chị em sao, nhưng mà kinh nghiệm của tôi đến với những người giàu như thế khó thật, khó lắm. Mà cho dù họ có lòng bác ái thì họ cũng ra cái vẻ trịch thượng, giống như họ là người bố thí còn mình là người nhận, mình là người mang ơn. Tôi nói không, tôi không mang ơn ông nha, tôi không mang ơn bà nha. Bà phải mang ơn chúng tôi những người nghèo. Vì nhờ có chúng tôi mà những người giàu có như các ông các bà mới làm đúng được lời Chúa. Không được Chúa trả, Chúa hỏi là chết chắc. Cả ráo hột xoan để làm gì? Trang sức, bao nhiêu người nghèo không có cơm ăn áo mặc. Trang sức cả bao nhiêu tỷ trên người. Người của chị tôi đếm được phải cái tỷ rưỡi. Nguyên để trang sức không? Chưa kể cái bóc cá sấu mới mua phải không? Bao nhiêu? Nhớ chưa có ngàn đô à? Ít mà rẻ mà nó có bao nhiêu đâu. Còn cái đôi vớ thì bao nhiêu? Dạ thưa cha, đôi vớ có 200 đô một cái. Thí dụ như thế. Thì thưa anh chị em, Chúa nói với Faustina là con có thể làm bác ái bằng lời nói mà, bằng cầu nguyện mà bằng việc làm mà. Mà việc làm thì đâu phải chỉ là cho tiền cho bạc mới là bác ái. Đó là kẻ góp của người góp công. Có rất nhiều anh chị em đến thưa cha, con nghèo lắm, con không có của gì nhưng mà con xin đi làm vệ sinh. Trong có nhiều người đã đăng ký làm vệ sinh trong ốc đảo lòng thương xót rồi đấy nhá. Có nhiều người đăng ký làm bảo vệ, có người đăng ký là giữ xe. Bảo con chẳng cần gì được làm trong nhà Chúa là vui rồi. Có được bữa cơm ăn là được rồi, không có không sao. Cái điều quan trọng là con có công chứ không có của, quá tốt. Tốt hơn cả những người có của mà trịch thượng. Thầy cho cục vàng, thầy cho đống tiền, bắt tôi phải làm cái này, phải làm cái kia. Xin lỗi, cầm về. Không cần. Không cần. Phải ghi cái tên con vào dưới chân tượng Đức Mẹ. Đi ra chỗ khác ghi. Đem tiền đi chỗ khác mà ghi. Đây không có cần tiền để mà ghi tên vào tượng Đức Mẹ. Không cần. Bàn thờ cầm thạch, tảng nguyên khối. Không cần. Tôi lấy bàn thờ gỗ tôi làm cũng được. Có xảo đâu. Mà mọi người thấy chan hòa với nhau. Cả mấy chục ngàn người nghèo cần gì phải hai ba người giàu để họ sọ mũi mình. Thì thưa anh chị em, Chúa nói mà bằng lời nói có thể làm bác ái được. Và nếu chúng ta để ý trong sách Huấn Ca ngày hôm nay, trong lời Chúa ngày hôm nay, Chúa nhấn mạnh đến lời nói. Sàng rồi chấu ở lại sàng, nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Chưa biết cái sàng không? Rồi người ta sàng. Cái gì rớt xuống, còn chấu thì ở lại. Cái gì nhỏ vụn nó rớt hết xuống, phải không ạ? Rác rưởi rớt hết xuống, phải cho cái sàng. Tiếc quá, đây không có nhiều người không? Cho nó cái sàng, mà bên Mỹ con biết cái sàng là cái gì? Có gì để giúp anh chị em tưởng tượng được cái sàng không? Nó như là một cái mẹt, cái thúng gì đó mà nó có lỗ nhỏ đó. Thì những cái nhỏ người ta cứ lắc cái này, sang sẩy này. Thì những cái rớt vụn nát rớt xuống còn lại, chấu nó ở lại. Sàng rồi chấu ở lại sàng, nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Khi người ta nói ra, ta nói là càng nói càng sai là vậy. Nói ra thì cái dở rõ ràng thấy ngay. Khi người ta sàng rồi thì cái nào mà nó lăn tăn rác rụt rác thì nó rớt ra, thấy ngay rõ liền, còn lại chấu. Thì khi mình nói vậy, người ta nghe mình nói. Người nào nói hay nói dở, nói ra rồi cái dở rõ ràng thấy ngay. Nghe biết là này nổ, đúng không? Nghe mới đầu thì có vẻ được lắm, nhưng mà nghe thêm tí nữa nó sắp sửa di chuyển đến kho Long Bình rồi. Nghe đến đoạn kết là thấy nổ cái tung một phát đến đúng kho Long Bình rồi. Nổ banh ta lông hết. Nghe biết rồi. Nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Hoặc có những người nói ra mà thấy đúng là khoe. Đúng là khoe của. Đám tang con làm thế này, đám cưới con làm thế này, sinh nhật con làm thế này, bổn mạng con làm thế này, nói ra là thấy khoe rồi. Hay là có những người làm bác ái, đi làm từ thiện. Thưa cha, Chúa dạy,
làm bác ái không nên cho tay trái biết việc tay phải làm. Chị nói rất đúng. Mà tại sao tôi thấy ai cũng biết vậy? Thưa cha, tay trái không biết nhưng mà cả làng cả xóm đó biết là được rồi. Thưa anh chị em, đó, khi mình người ta nói ra mình biết là người ta là người như thế nào. Càng nói càng thấy rõ hơn. Cho nên là muốn khai thác người ta cứ hỏi. Riết là cuối cùng ai cũng khoái nói về mình mà, ai cũng thích khoe về mình mà. Người nào càng nói về mình, càng khoe về mình, càng muốn chứng tỏ mình bao nhiêu thì ta càng thấy cái sai, cái dở nó lòi ra bấy nhiêu. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rẩm ai hay. Muốn biết là cái bình này là bình thiệt hay bình giả, người ta phải nung hả không anh? Đất sét đóng nung. Cái nào mà nó chịu được lửa cao là thấy là thứ đây là gốm thật. Còn mà mới vừa mới cho vào lửa cái nồi pum nứt toát hết ra bể. Cũng như thế, nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay, thử lửa thì biết, hỏi chuyện thì biết, nghe người ta nói thì biết, nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay. Có những người nói chuyện rất là dễ thương, rất là có duyên. Có những người bảo sao mà nói chuyện vô duyên thế. Tại vì nghe riết thấy người ta, hoặc là người ta thích phô trương, hoặc là thích khoe mã, hoặc người ta thích tỏ ra mình là người kiến thức, cứ thích, cái gì cũng biết. Anh chị em tưởng tượng nói chuyện với một người mà mình cứ nói gì nó cô, dạ con biết rồi ạ, còn muốn nói gì nữa không? Thôi khỏi nói. Cái gì anh biết rồi thôi khỏi nói. Vậy thì làm đi. Lúc làm mới chết gốt, nó có biết gì đâu. Hoặc là nó có biết, chỉ là biết lý thuyết mà thôi. Anh nhớ nha, anh quay phim mà phải để ý cái màu sắc, cái bối cảnh, ánh sáng vân vân và vân vân. Dạ con biết rồi ạ, anh phải đừng có để rần mặt tôi quá, nhìn nó kỳ mà đừng có để xa quá. Dạ con biết rồi ạ. Lúc mà rồi bắt đầu bấm máy, cha bấm nút nào cha? Ôi trời, nói anh bảo anh biết mà. Có những người mà cứ mở miệng ra nói chuyện là con biết rồi ạ. Nên mình nghe mình, anh chị em thấy khó chịu không? Khó chịu lắm. Thì thôi mình biết thì cũng bảo dạ vâng, cảm ơn ạ. Mình cảm ơn người đã chỉ dẫn mình, dù mình biết rồi nhưng mà người ta nói thêm cho mình thì mình cũng cảm ơn người ta một câu thì phải hay hơn là nói rằng con biết rồi, phải không? Đúng không ạ? Dẫu sao đi nữa, cái biết của mình cộng thêm một tí cái sự biết của người khác nữa nó vẫn thêm mà. Tại sao không dùng câu dạ cảm ơn, con cảm ơn. Cảm ơn anh đã cho tôi biết thêm được một chút. Nhờ sự chỉ dẫn của anh tôi hiểu thêm được cái vấn đề này hơn. Ngay cả khi họ nói sai đi nữa thì mình cũng cảm ơn, vì họ sai thì mình mới thấy cái sai của mình. Đúng không? Nhờ anh nói sai mà tôi không mắc vào cái sai đó nữa. Cảm ơn anh nha. Giống như là anh là người khinh binh đi trước. Ta nói lúc mà đi hành quân có toán gọi toán khinh binh. Toán tiền sát, tiền trạm đi trước, ra mìn. Khi mà mìn nổ thì nhóm khinh binh nó chết trước, nguyên một đoàn quân thoát nạn. Chứ không có nhóm ra mìn đi trước, nhóm khinh binh thì những người đi sau là cứ vậy dẫn tới thì chết cả đoàn. Vậy thì cái sai của họ cũng là chất dẫn để mình biết mà tránh đường. Đừng đi vào cái sai đó nữa. Cho nên nhiều khi tôi hay nghe trên đài hoặc là TV hoặc radio để coi những người sứ ngôn viên họ phát âm như thế nào, họ nói như thế nào. Có những người họ nói nhanh quá. Tí tức khi thực cho tổ dập bên biển hôm nay trần trần thế tình với tan. Nói không kịp nghe nữa. Có phải không? Sứ ngôn viên sao bây giờ họ sợ cái gì mà họ nói nhanh thế không biết. Cứ nói cứ ào. Hôm nay Thủ tướng đã thể đến chúng ta và đoàn công tác chúng ta đang thảm đá đẹp, đám. Nghĩa viết tôi bảo, ủa, mình phải học cái này ạ. Tại vì tôi cũng bị cái tật đó. Cũng thích nói nhanh. Nói nhanh vì mình sợ rằng một là không đủ giờ. Thứ hai là mình sợ người ta cướp mất lời của mình. Cho nên cứ phải nói.
vì sợ không đủ giờ, vì ta cướp, sợ ta cướp mất lời của mình. Và thứ ba là muốn chứng tỏ rằng là mình nắm hết mọi vấn đề. Cho nên cứ trầm 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 đó tìm đến quán thi tranh trùn ra, trùn ra róc móc, trùn trùn ra nó trết trết trùn 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 trùn. Nói xong, chính người nói cũng chẳng biết mình nói cái gì nữa, đã khác cái chứ. Thế mình đọc thuộc lòng á. Ta viết bản thời sự sao đọc thuộc lòng như vậy. Mình phải là người truyền cảm chứ. Truyền cảm đến cho người khác. Cho nên tôi bảo cái này là mình sai rồi. Tự mình phải điều chỉnh lại. Tự mình điều chỉnh lại. Hoặc là có lúc mình hứng quá, mình không có kiểm soát được mình theo cảm xúc. Nói theo cái cảm xúc của mình, mình dồn người ta vào. Mà khi người ta bị nghe mà nó nhiều quá là nó bắt đầu nó ứ. Giống như là xe đứng ngã tư là bị gạch cứng không đi được nữa. Mình nói càng nhiều vào lỗ tai người ta, đến lúc mà nó ù tai không nghe gì được hết. Vì cái khả năng tập trung của con người chỉ tối đa là 10 phút rồi. Hết 10 phút đó thì phải cho người ta nghỉ, giãn xả bằng câu chuyện, bằng gì 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 đó, rồi bắt đầu mới tiếp tục. Cho nên có người bảo tại sao cha nói tới nửa tiếng, một tiếng mà người ta vẫn nghe, người ta không chán. Tại vì tôi không nói hết một tiếng. Có người bảo thôi, cha đừng có nói những chuyện gì khác, cứ tập trung vào lời Chúa thôi. Nếu mà tập trung vào lời Chúa thì chỉ có 5 phút là amen, tắt đèn đi, ngủ. Đức Giê-xu khi mà Ngài rao giảng cũng vậy. Nhìn chim trời. Thì Chúa nói lời Chúa đi, Chúa nhìn chim trời. Có cái lưới cá, lại lưới cá, lại lạc đề. Người chân cái đồng, cái bà quá đi, cái bà gì đó đi tìm cái đồng bạc mất, quét quét quét. Lời Chúa đi quét quét. Thì em thấy không ạ? Có nhiều người cứ bảo cha phải nói vào lời Chúa. Ủa, tôi đang nói lời Chúa mà. Mà lời Chúa được diễn giải, được hiện đại hóa trong cái bối cảnh, trong hoàn cảnh ngày hôm nay. Và khi người ta nghe, ta nghe ta cảm thấy nó không có buồn ngủ, không chán. Nó cuốn hút người ta vào. Vì thế mà nghe chuyện trò biết ai rẩm ai hay. Không nói thì không biết. Mà khi mình nói ra thì người ta sẽ biết mình như thế nào. Mà nghĩa không nói. Phải nói chứ. Xem quả thì biết vườn cây. Xem quả thì biết vườn cây. Anh lấy giùm tôi cái trái cam kìa. Đó, có trái cam đó. Lấy giùm tôi trái cam coi. Xem quả thì biết vườn cây. Trái này trái gì? Trái cam. Nhìn ngon không? Ngon. Nhìn ngon thì cái cây cam nó cũng phải là cây ngon. Cây ngon sinh trái ngọt chứ. Mà trái cam này thì nó phát xuất từ cây gì? Cây sầu riêng. Anh này. Cây sầu riêng mà sinh trái cam. Cái ông nội này. Sao kỳ anh? Cây nào sinh trái đó chứ, sao mà cây sầu riêng, không thể cây sầu riêng mà sinh trái cam được. Mà không thể là trái cam mà nó sinh ra bởi hay là từ cây mít được. Cây nào sinh trái đó, xem quả thì biết vườn cây. Nghe lời miệng nói, biết ngay lòng người. Vì Chúa Giê-xu nói câu kết, lòng có đầy miệng mới nói ra. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Người xấu thì lấy cái xấu từ kho tàng xấu cũng lòng mình. Vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Vì miền Bắc vô một những cái khu mà cứ mở miệng ra là họ chửi thề liền, phải không? Họ nói như là một cái câu đệm thôi, chẳng nghĩ rằng đó là lời tiếng chửi thề nữa. Mời ly nước trà, cà phê trà, mời bác dùng trà, trà ngon không? Đèo một cái trà ngon. Trà ngon cũng đèo. Rồi đi uống đi cà phê xong. Cà phê đắng quá cũng đèo cái cà phê đắng quá. Ngon nó cũng đèo mà giờ nó cũng đèo.
cứ mở miệng ra là nó đèo. Là sao nhỉ? Tại vì nó thành một thói quen rồi. Thành thói quen rồi. Lòng có đầy thì miệng mới trào ra. Tại nó nhồi vô rồi. Từ bé đó, hay là nghe riết đó. Nghe cái lời chỉ thề nó vô tai mình riết đó, nó nằm trong. Rồi cũng mình mở miệng ra là cũng ra cái đó. Mình nghe, mình tiếp thu cái gì thì nó vào trong. Nó nằm trong. Rồi khi mình mở miệng ra, giống như mình mở van ra đó. Nếu mà trong cái bình đó là nước cam thì nó ra nước cam. Mà mở, anh đến giùm tôi cái nút kìa kìa. Bảo nút gì ra? Đó đó, cái nút đó đó. Đó có bốn nút. Một là cà phê, hai là coca, ba là Pepsi, bốn là gì? Rượu trắng. Rồi thì đứng được đi, thích rượu tôi cho rượu. Thì ông phải bấm vào cái nút nào nó ra cái nước đó. Thì cái bên trong nó phải chứa cái đó. Nếu mà ông đổ lộn tiêu cái bình rượu trắng mà ông đổ coca, đúng bấm tưởng là coca mà hóa ra là rượu. Có lần tôi đi giải tội, khát nước, nó ông chùm cho tôi chai nước suối. Ông cầm ra cái chai nước trắng rõ ràng, nhìn rõ ràng nước trắng. Mà uống vào một phát là phải phun ra liền, vì ông ấy lộn chai rượu đế. Tối mới ông chùm canh nhà thờ mà, mỗi người ly, ly cho nó tỉnh người, cho nó ấm, cùng để trong đó, trong tủ. Rồi lúc ông vô lấy là lấy vội, ông cứ cầm thấy chai trắng là cầm ra thôi, uống. Toàn là rượu đế không? Thì thưa anh chị em, nhưng mà lòng mình có cái gì thì nó trào ra cái đó. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chúa Giêsu trong đoạn kết tin mừng ngày hôm nay, Luca chương 6 câu 43 đến câu 45 cũng thế. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được cây vả? Trong bụi rộng làm gì hái được cây nho? Ta thấy không? Chúa rất thực tế, rất đơn giản, rất thực tế, rất đơn giản, rất cụ thể và cũng rất sâu sắc. Cái gì càng đơn giản bao nhiêu thì nó lại càng sâu sắc bấy nhiêu. Có khi cái màu mè nói hoa lá cành đủ thứ, cuối cùng chẳng có cái gì cả. Cho nên người tốt thì lấy cái tốt từ kho lòng tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, lòng có đầy miệng mới nói ra. Mà lòng có đầy thì mình phải cho nó vô, nó mới đầy thì nó mới ra. Vậy thì cho vô cái tốt thì ra cái tốt, cho cái xấu thì ra cái xấu. Vậy thì điều quan trọng là gì? Phải có bộ đồ lọc. Lọc cái gì tốt thì vào, cái gì xấu thì bỏ. Phải có cái sàng để cái gì xấu cho nó rớt ra ngoài, còn cái tốt còn lại cho nó vào trong. Chính vì vậy mà 14 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi quyết tâm miệt mài tìm tất cả những gì liên quan đến lòng Chúa thương xót, những tài liệu trong nước ngoài, nước tiếng Việt, tiếng Anh, vân vân, dịch ra rồi đọc, rồi học, rồi hiểu, miệt mài để lọc, cứ lòng thương xót. Ở đâu nghe có lòng thương xót là tôi nhào tới. Sách lòng thương xót giá nào cũng mua. Bài giảng lòng thương xót mở ra nghe. Cha này giảng về lòng thương xót, cha kia giảng lòng thương xót, sư này nói về lòng thương xót, mở ra nghe. Tiếng Việt, tiếng nước ngoài ta được dịch sang nghe. Phải vô. Thì lúc mình mở miệng ra, lòng có đầy cái gì thì nó mới trào ra cái đó được. Anh nạp vô lung tung cả, cái gì cũng nạp. Mình là linh mục tu sĩ thì phải biết mình nạp vô cái gì. Anh là doanh nhân thì cái gì mà liên quan đến có tiền, làm tiền, anh tìm phải không? Chị là người nghệ sĩ thì cái gì liên quan đến chất nhạc, chất thơ, cái gì đó thì chị đi tìm cái đó. Để lúc mà lên đàn là bắt đầu say sưa đánh. Hay là bảo hát là hát liền. Có mấy em bảo bây giờ hát bài gì, cha bảo thì bài gì của con mà con hay hát thì con hát chứ. Tại nghĩa cả đời không biết được một bài hát nào hay sao.
mà cứ mỗi lần mời lên hát là bây giờ hát bài gì giờ chứ, bài gì giờ chứ. Bực cả mình. Ngồi dưới thì hát lung tung cả. Lúc lên hát cái gì hát bài gì giờ chứ. Lúc dưới nghêu ngao đủ thứ. Phải có gì của mình chứ. Phải có hai ba bài tủ của mình chứ. Cũ người mới ta chứ. Hai tay bưng lấy cũ người mới ta. Cứ bảo hát là gì vậy, gì vậy. Nhạc đạo cũng không biết, nhạc đời cũng không biết luôn. Phải có cái gì của mình. Nên chứ phải nạp cái gì của mình để nó ra cái của mình. Để tôi nạp lòng thương xót thì nó ra lòng thương xót. Thế thôi. Bảo sao cho nói mãi mà không hết được. Làm sao hết được lòng thương xót. Chúa nói Faustina mà. Tất cả sách trên thế gian này viễn chẳng hết được. Suy không thấu, nghĩ không tường. Cho nên cứ mỗi ngày nạp vô, nạp vô, nạp vô. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Khẩn này lòng thương xót Chúa. Cái gì cũng lòng thương xót thì nó sẽ ra lòng thương xót thôi. Và nhìn đâu cũng thấy lòng thương xót. Cũng giống như người yêu. Chung quanh đây đâu cũng là em. Cái bài gì đó. Còn lời nào dâng hết cho nhau gì đó. Chung quanh đây đâu cũng là em, ngó cũng thấy em hết. Cũng như ông say rượu thì ngó đâu cũng thấy, say rồi thì đâu cũng là rượu hết. Ông nằm mê tiền như vậy, nhìn đâu cũng thấy tiền. Có những người nói, thưa cha, con này là làm có tiền đây này cha. Này là cha, có tiền đây này cha mà cha để vậy hả? Sao vậy? Con nhìn cái gì cũng thấy có tiền hết mà cha không thấy. À, thấy không? Lòng thương xót nè. Câu chuyện này, câu chuyện cổ tích, chuyện siêu tích cũ. Lúc mà tôi bắt đầu chuyện siêu tích cũ, nó bảo trời ơi, chuyện cổ tích đầy trong kho tàng văn chương Việt Nam, cũng có nước ngoài, cũng có đầy hết mà. Chuyện Bạch Tuyết Bảy Chu Lùn với lại gì họ nghe hết rồi, cha kể chi vậy? Bảo không. Tôi kể chuyện cổ tích trong lòng Chúa thương xót. Bảo sao cha làm được? Thì nghe thử coi biết. Nghe rồi bảo, ờ, lạ quá ta. Nghe cả chục lần nghe thôi còn bé mà sao bây giờ nghe như mới vậy ta. Vì nghe, nhìn, hiểu trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Nơi điểm hẹn cuối tuần cũng vậy. Điểm hẹn cuối tuần là cái gì? Thì mình ngồi mình tán với nhau. Tán với nhau cái gì? Tán về lòng Chúa thương xót. Sao thấy được? Thì ngồi uống cà phê có ra hay không? Ủa, cà phê cũng có lòng thương xót là ta? Có chứ. Hay là tản mạn cuối tuần rồi qua điểm hẹn Chủ nhật cũng vậy. Bảo giờ hết thơ văn, hết một năm rồi, hết cuốn thơ tình lòng thương xót rồi. Bảo làm tiếp đi, bảo làm tiếp sao được. Đã khởi đi từ New Zealand và kết thúc về với ốc đảo lòng thương xót về Việt Nam rồi còn đi đâu nữa bây giờ. Và khi mà làm 52 tuần, đi nước nào, dù là nước đó là nước Hồi giáo chính cống, dù là nước đó là nước Phật giáo, dù là nước đó Công giáo chỉ là một thiểu số, nhưng bảo trời, đi cái nước này toàn Phật giáo sao nói về lòng thương xót được. Thì cứ thử coi. Đọc đi. Bao nhiêu nước, có mấy nước là Công giáo ở trong này? 46 nước. Và 6 lần về Việt Nam là 52 tuần. Có nhiều người bảo, ý thơ tình lòng thương xót là sao? Ý thơ tình, không biết đọc chữ thơ tình, có nhiều người dội. Thôi thôi thôi, con không có đọc đâu, con tưởng cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa thì con lấy gì thơ tình, con không lấy đâu. Tình với tiếc thì tưởng là chuyện yêu yếc gì vào thì đọc đi, thư tình lòng thương xót. Thế thì lòng thương xót là sao? Thì đọc đi. Làm thơ cũng lòng thương xót, hát cũng lòng thương xót, cái gì cũng lòng thương xót, vì lòng có đầy thì miệng mới trào ra được. Có người hỏi tôi bảo, 14 năm mà cha giảng lòng thương xót Chúa thì không có lập đi lập lại à? Rồi 14 năm mà sắp tới rồi không nghỉ đi chứ thôi mà làm mãi thì làm đi đâu ra mà làm. À, này là chuyện của Chúa, phải chuyện tôi đâu. Vì lúc tôi làm tôi cũng đâu có lựa chọn. Chúa gọi thì tôi đi. Và Chúa bảo làm thì tôi làm. Chúa chọn, tôi không chọn. Không phải con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi. Chúa chọn, Chúa gọi. Tôi chỉ xin vâng. Con không biết à nha. Chúa không chỉ là con thua đấy. Con không có biết, con nói trước. Chúa không bày là con bí. Có nhiều lúc
đọc bài tin mừng. Có những lúc vô đề tài điểm hẹn Chủ nhật, như tuần vừa rồi, cái anh chàng say rượu, anh chàng say xỉn, say mà cũng lòng thương xót là thế nào cha? Cha mời thằng đó thì nó nói tum lum la, rồi thế đâu là lòng thương xót? Thì kệ nó đi, cứ để nó nói. Tôi nói Chúa, này nó say, Chúa giờ con tên Chúa tính sao? Thì mày cứ cho nó nói đi, nó say mà say trong lòng thương xót không được à? Rồi mới mất rồi, con gái điếm nó lên được không? Được chứ. Rồi mới mất xì ké lên được không? Được chứ. Rồi mất vợ chồng nó cãi nhau lên được không? Được chứ. Thì thưa anh chị em, cái điều quan trọng là lòng mình có đầy. Mà muốn lòng đầy thì phải biết mình cho cái gì vào để nó đầy. Lúc nào mình cũng nghĩ đến tiền. Cho nên có người bảo, cứ mở miệng ra giảng là tiền. Có nhiều người nghĩ đến ăn chơi, cứ mở miệng ra là khoe điện thoại di động với lại khoe những cái thì đời mới chẳng thấy lời Chúa đâu. Thì cho cái gì thì nó ra cái đó thôi. Chúa nói mà, lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Thì muốn biết người phải nghe miệng nói năng. Nghe nói biết người ta là như thế nào. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm, trong hành động, luôn luôn trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Vì thế chúng mới nói con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Khi anh chị em đem miếng bọt biển, anh chị em dìm vào trong nước thì nó ngấm từ 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 từ. Khi mà nó ngấm rồi thì cả cái miếng bọt biển nó trở nên nặng. Có khi nó dìm, chìm xuống luôn. Còn lúc đầu nó cứ nổi lều bều, đến chưa có chìm. Chưa chìm vì nó chưa ngấm. Cho nên chị em đi vào lòng thương xót Chúa mà cứ còn lơ mơ, còn gọi là lêu bêu. Thà là rong rêu trôi trên đó nè. Vẫn còn rong rêu lêu bêu. Mà để cứ từ từ ngấm. Mà muốn ngấm thì phải đâm nó. Để vậy nó không ngấm đâu, chị em phải đâm vào. Mà đâm thì đau. Mỗi lần đau khổ, thử thách, gièm pha, lời khen, tiếng chê, tiếng trách, từ bỏ, loại trừ, nó đâm. Nó thấm dần lòng thương xót, nó chìm, nó nặng, chìm xuống. Và khi đã chìm xuống rồi thì tất cả là lòng thương xót. Mời anh chị em cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Anh con đi chạy xe gần đây, rồi con có nghe nói là hôm nay cha có buổi chia sẻ về như lần trước ấy, con thấy có một cái anh thì là Vóc á, anh ấy chia sẻ về cuộc đời say xỉn của anh ấy. Vâng. Con nghe xong con thấy cái sự việc đó nó giống như là cái tình trạng của gia đình con. Và thế con muốn xuống đây xin cha cho con chia sẻ. Chúng ta cho chồng ta thôi bạn mình. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì, ở đâu? Con tên là Phêrô Lê Đạt. Con ở quận Tân Bình. Ở quận Tân Bình. Anh đến đây mà anh cầm cái gì lũ khổ cái gì đây này, cái gì đấy? Thưa cha là cái bánh tráng còn mới lại mấy củ khoai. Thì cũng nghe cha hay ăn mấy món này lắm. Thì vợ con nó mua về, thế là đương ăn dở. Thật sự đương ăn, thế là nhớ đến rồi. Thế là con cầm đi luôn. Và còn đây nó cũng bẻ hết rồi. Nhưng mà thôi kệ,
Cha con ăn cho vui. Rồi mời anh ngồi. Đây đây khoai đây khoai đây để đây để đây. Anh biết là tôi thuộc loại sáng ăn khoai, khoái ăn sang. Anh đưa đến đúng món khoái khẩu, gọi là bánh món bánh tráng hay gọi là món bánh đa nữa. Mà anh uống nước cha. Vâng. Anh đến với điểm hẹn Chủ nhật này, nhưng mà tuần trước ấy thì anh có coi cái điểm hẹn Chủ nhật vừa, tuần vừa rồi không? Dạ con có, con rất là con coi cái khúc mà anh ta say xỉn á, thì con giận, nghe con coi rất là bình thường, nhưng mà cái mà quan trọng mà con vừa thấy tội nghiệp vợ anh đó, mà vừa bật cười mà vừa thương, là thay vì anh ta chia sẻ là sáng say, trưa say, chiều say, lúc nào cũng say, nhưng mà cái quan trọng là cái đêm tân hôn của anh đấy, thay vì là hai vợ chồng là cái đêm đó hạnh phúc nhất, thì tội nghiệp chị bị anh đánh tím hết cả mặt mũi. Thế là con coi xong, là con nghe xong là con bật cười quá mà là thương. Thế con nói cái tình cảnh của anh này giống như bố mình, y chang luôn. Thôi lên để có khi là xin cha để chia sẻ cho mọi người biết là những người say xỉn, để họ nghe, để họ, chính bản thân con rất là khổ vì bố con như vậy. Chút nữa con kể cho cha nghe. Anh uống ít nước. Nhưng mà dưới họ đang buồn cười, bảo không biết cái anh này, anh mặc mô đen kiểu gì đây mà sao mà nói. Chúng tôi thật, anh lấy cái giấy này anh lầu chứ, chúng tôi lấy cái áo anh lầu, thấy tội quá. Biết anh làm cái gì, anh đang sao mà nó, xin lỗi anh, nó có vẻ, nó gọi là, mình gọi là cái gì nhỉ, lầm than quá vậy. Con là thiệt ra là con đi giao nước, mới lại con chạy xe, ai nhờ con chở hàng thì con chạy tới các cái chành, như là hàng hóa chở về miền Tây thì mình phải chở ra các cái chành, có khi cách nhà cả mười mấy hai chục cây số đó, ngày cũng đi mấy chuyến như vậy, rồi là chở ra cái chành xe đó cho xe tải họ chở về miền Tây. Thì đấy, thì con chạy xe cũng vừa chở nước nữa. Thế, vâng. Anh thừa đi bán nước đó phải không? Nước uống chứ ạ. Nước uống. Anh cũng rất là cẩn thận, nhiều khi anh cứ trả lời vắn tắt quá anh dễ nguy hiểm, bảo tôi còn làm nghề gì mà bán nước. Anh bán nước xong anh còn được tự do ngoài đây dạ không, thì còn bán nước, nước uống, anh uống tí nước, bán nước cần nước uống. À, tôi tự nhiên thấy đói, muốn bẻ, anh bẻ tôi miếng khoai ấy, tôi thưởng thức coi tài luộc khoai của vợ anh như thế nào nhé. Vâng. Thế thì bây giờ anh kể cho mọi người nghe về cái chuyện gia đình của anh và cuộc đời của anh. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã có những điểm hẹn Chủ nhật, và theo chủ đề của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, đó là hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sư vụ. Chúng ta đã hiệp hành với một bạn sư kế, chúng ta đã hiệp hành với một cặp vợ chồng, chúng ta đã hiệp hành với một anh chàng say xỉn, và bước đầu thì chúng ta đã hiệp hành với một anh chàng thanh niên. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta hiệp hành với một người nghèo, mà có lẽ tiếng nói của những người nghèo đó mới là tiếng nói cần phải nghe hơn. Tôi có nói với cha giám đốc của trung tâm mục vụ là ngài đang làm linh hoạt viên tổ chức những buổi hội thảo hướng đến một giáo hội hiệp hành. Tôi nói con đề nghị với cha là tổ chức những buổi lắng nghe tiếng nói của người nghèo đi. Tại vì chúng ta nếu mà chỉ hội thảo cho những doanh nhân, cho những người giới trí thức, cho những bác sĩ, những nhà giáo, những sinh viên, những người có trình độ, hoặc là nhiều khi tổ chức huấn luyện về mục vụ gia đình cho những cặp gia đình, mà nhìn thấy họ toàn là những gia đình đi xa hơi, những gia đình mà họ đi dìu nhau trong hạnh phúc, chẳng cần phải huấn luyện nữa. Còn biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ, gia đình tan nát, gia đình rối đạo, gia đình có những đứa con hoang đàng, có những buổi gặp gỡ chia sẻ để cho họ nói lên tiếng nói của họ có lẽ hay hơn. Hay là những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người mà đôi khi xã hội đã bỏ rơi mà giáo hội cũng bỏ quên, và họ không có được tiếng nói, hãy để cho họ nói tiếng nói, cái tâm trạng, những khắc khoải, những suy tư, những lo âu của những người nghèo. Mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng là chúng ta phải là giáo hội nghèo,
giáo hội của những người nghèo, cho người nghèo và với người nghèo. Hôm nay xin anh chị em và các bạn chúng ta gặp gỡ tiếng nói của người nghèo, hiệp hành với người nghèo. Bây giờ mời anh chia sẻ về cuộc đời của anh một tí xíu cho mọi người nha, nhất là chuyện cha mẹ của anh như thế nào. Thì chắc trước đây con cũng nghe là cha, cuộc đời cha cũng khổ lắm. Ông bà cố là cũng đã đi đổ rác, đã đi xe rác và đổ rác ở giáo xứ Tân Việt ấy, còn có nghe vậy. Thế nhưng mà gia đình con khổ hơn cha nhiều. Và cho nên là hôm nay con xin chia sẻ một chút. Bản thân con á, là 11 tuổi là con đã đi làm ô xin rồi. Mà thì nói ra đây nhiều khi cha lại nói sao nhỏ thế mà lại đi làm ô xin được. Thì con từ từ con sẽ nói. Mà con đi làm ô xin như vậy á, con đi làm ở cho nhà người ta á, thì cũng là do bố con. Bố con là một người say xỉn tối ngày, giống như là cái anh Vóc vậy. Mà thậm chí có khi này, nếu mà đánh tím mặt mũi chị thì giống y như bố con rồi. Bố con cũng đánh mẹ con y như vậy. Khi mà con có trí khôn á, 9-10 tuổi á, thì con biết là bố mẹ con không ở với nhau. Mỗi người ở một nơi. Bố con thì ở với bà nội con, còn mẹ con ở nhà khác. Thì trong cái thời gian đó thì gia đình nhà con có 6 chị em. Thì chị lớn thì đi lấy chồng, còn lúc đó là 2 người đi bộ đội, là một chị và một anh đi bộ đội. Còn một chị nữa thì lúc đó cũng 10-10 mấy tuổi, thì chị đi làm, chị cũng bỏ giữ riêng để sau này lấy chồng. Còn lúc đó con 10 tuổi, còn con có một thằng em nữa, thì lúc đó nó 6 tuổi thôi. Là ba mẹ con ở với nhau. Thì mẹ con này nói chung là rất là khổ. Ngoài Bắc thì chả có đi làm cái gì ra tiền hết đấy, chỉ cấy ruộng. Mà cấy ruộng thì nhà con thì thật sự tiền thì không có để mua phân để cho ra ruộng. Thì lúa toàn lúa lép, không có hạt. Thì cứ phải đi. Thì cứ phải đi vay mượn để nuôi chúng con. Cứ hàng ngày con thấy người ta tới đòi nợ, con đã hiểu, con buồn lắm. Thì lúc đó mẹ con cứ nói người ta là chừng nào tôi có tôi trả. Mà nhiều người chứ phải một mình, không phải một người, mà nhiều người chứ. Con xin lỗi trẻ nhé, vì xúc động. Thế lúc đó con học lớp 3, đang học lớp 3 thì khổ lắm, chả có gì ăn hết. Cứ trưa đến mẹ con ra ngoài ruộng hái một rổ rau, rau đủ các loại rau hết, về luộc lên là ba mẹ con hòa nước muối ra, lấy rau chấm để ăn. Không có gì hết, hòa nước muối. Con đi học á, nhà con đến trường thì có 2 cái đường, một là cái đường đi qua thị trấn, 2 là cái đường đi tắt qua ruộng. Thì con lựa cái đường đi ra ruộng, mà đi là phải lội, phải rét. Ngoài Bắc thì nó rét lắm, chả biết rồi. Tại sao không đi cái đường thị trấn cho nó khô ráo? Bởi vì con nói cha tha lỗi con. Con đi qua ruộng để con ăn trộm su hào, để con ăn, con đói quá. Người ta trồng su hào, mình cứ thò tay qua cái hàng rào lấy. Cái củ su hào nó chỉ nhỏ như thế này thôi, ăn sống luôn, 2 miếng này hết củ. Có nhiều người ta bắt được. Người ta biết nhà mình khổ thì người ta tha, để cho đi. Còn nữa những người ta chửi ghê lắm. Đi học á, buổi trưa mà về, bạn bè nó bạn bè thì họ đi về, còn con sợ không cho về. Về có gì ăn đâu. Ở nhà con chỉ có một cái hũ muối này duy nhất thôi, không có gì hết.
hay là cứ ngày tháng trôi qua con mới nói mẹ con là con không học nữa. Rồi ăn cơm cái gì, nhà có một thú muối thì anh ăn cơm, gia đình ăn cơm sao? Nhà con chưa biết, lúc đó không biến miếng cơm, chỉ có rau thôi, ra hãy xong rồi ruộng, rau nó tự mọc vậy. Thì ăn dăm sắn là trong này kêu là khoai mì ấy, là cũng đi mua thiếu về. Còn nếu mà có cái bắp cải thì bỏ vào nấu nhừ lên giống như cháo để ăn thế thôi, chứ không có gạo. Cả tháng chẳng có gạo. Con mới nói mẹ con là cái đó thì thật sự là hoàn toàn do bố con hết. Con mới nói với mẹ con là thôi con cũng không đi học đâu, tiền chả có mua sách bút cho con đi làm. Mẹ nói là mày nhỏ vậy thì ai cho mày làm. Lúc đó thì anh học tới lớp mấy? Lớp 3 chạ. Thế thì quê con á là một rừng núi mà, một bên là rừng, một bên là sông, sông đáy, con ở bên cạnh sông đáy. Thì cái làng của con là nhà người ta đi thuyền. Mẹ con mới đến xin nhà cái anh chị đó cho con lên cái thuyền đó. Con 10 tuổi, 11 tuổi là con chỉ nấu cơm, ở ngoài Bắc là biết nấu cơm rồi, nấu cơm, luộc rau, lau chén bát. Sáng thì công việc của con là vậy, sáng thì rửa mấy cái ly này cho mấy người lớn uống chè, ở chè Bắc ấy. Thì ăn cơm xong thì rửa chén, lau thuyền bè. Tối đến thì nhiều khi con ngủ trên mui, mui thuyền. Nhiều khi vợ chồng người ta ngủ trong khoang. Mùa hè chúng con ngủ trên mui. Cái mùi thuyền nó cong thế này này, nằm cứ phải nằm ngang theo cái kiểu cong, cho mình cứ phải nằm ngửa là cong theo, không nếu nằm thẳng nằm dọc này là mình lăn xuống nước. Thế nằm vậy có cái chăn với cái gối, nhiều khi sợ lắm chứ. Đi thuyền nó người ta cướp chủ thuyền, đâm ra chủ thuyền tối cứ phải đánh cái thuyền ra đúng cái bãi tham ma để động, để cho mấy thằng cướp nó sợ, sợ đêm nó không xuống cái bãi tham ma nó không có cướp thuyền được. Nhiều khi ngủ dậy là nhìn thấy toàn mồ mả không, hoặc là bụi cây, là cũng sợ lắm. Thế trong cái thời gian con đi làm vậy là một tháng con được 100. Cái tiền lương của con là 100. Ngày xưa trước là cái tiền Vịnh Hạ Long, 100 tờ tiền Vịnh Hạ Long là đổi lấy 1.000 bây giờ. 1.000 bây giờ thôi. Thì con cứ đi như vậy một tháng là con chỉ ở trên bờ này 5 ngày thôi. Còn 25 ngày con ở dưới thuyền. Thì 100 đó con lại đưa về cho mẹ con, để mẹ con lo nhà trả nợ, rồi con lại đến nhà người ta, con ăn cơm. Người ta cũng thương, kêu tới cho mình ăn cơm. Sao lại đi cứ như vậy, mấy năm trời như vậy. Thế con mới làm được việc người lớn. Lúc đó con cũng phải 14, 15 tuổi rồi, con làm được việc người lớn rồi. Thì Chúa công bằng lắm vui. Bố con là cái người mà tội lỗi gây ra cho gia đình khổ, thì bố con á là lúc đó là ngã bệnh, suốt ngày rượu chè vậy, bị bệnh gan, xong là nằm một chỗ cả gần một năm trời, nằm trên cái ở ngoài Bắc có xây thành cái sập này, đổ cát vào láng xị vôi xong là nằm lên, làm nó loét hết cả lưng. Bố nằm đấy, nó nguyên cái lưng bố con loét cứ bằng bàn tay bàn tay. Tội nghiệp thương lắm, mỗi lần lặt bố con lại để rửa nước muối ấy, người rút cái băng ra máu nó chảy ra, người bố con cứng ngắc đau. Thế nhưng mà một thời gian thì bố con mất, thì con lúc đó thì bố còn uống rượu không? Lúc nằm trên giường vẫn xin rượu, không nhúc nhích được vẫn xin rượu. Thì con bố con qua đời. Lúc đó là bà nội con cho bố con nằm ở dưới cái bếp. Thế lúc mà gần chết rồi thì cái nhà bà gian bên cạnh là của ba anh em trai, thì chú con mới bác con vào trong Sài Gòn trước giải phóng. Mới bố con là ba thì chỉ còn hai người là được cái nhà đó, nhưng mà bố con thì say xỉn tối ngày, đâm ra bán cái phần của mình cho chú thì không còn chỗ ở, mới xuống cái bếp ở. Đến lúc gần chết rồi thì muốn lên nhà lớn để nằm chết trên cái nhà lớn đó,
thì lại phải nhờ bác con, bác họ thôi, nói với chú, với bà nội là thôi nó gần chết rồi, cho nó lên. Còn lúc mà ở thì với mẹ con thì ở đâu, ở bếp chung với bố luôn à? Không, mẹ con ở nhà khác. Mẹ con ở nhà khác đâu, đâu có ở với bố con được. Bố con đánh đập suốt ngày. Đến thì bố con cũng qua đời. Một hai ngày lên cái nhà lớn đó nằm thì cũng qua đời. Thì con cũng tạ ơn Chúa là bố con đã được đền tội ở trần gian. Nằm như vậy là con nghĩ là bố con sẽ hối cải, sẽ cũng, mà bố con đặc biệt lười đi lễ, không bao giờ đi lễ. Hầu như con từ lúc con biết không thấy đi lễ, mà đạo gốc đi lễ. Bố con tội lỗi lắm. Nhưng mà con nghĩ là bố con nằm liệt cả một năm, gần năm như vậy, bố con sẽ nghĩ ra, xin Chúa tha tội. Thế là bố con cũng được đền tội ở cái trần gian. Chứ nếu mà bố con mà chết cái lúc đang khỏe thì xuống hỏa ngục rồi. Con nghĩ rằng là bố con nằm liệt giường như vậy, đau đớn như vậy để mà nhận ra cái tội lỗi của mình đối với vợ con. Lúc đó là anh, mẹ bà, con. Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Lúc đó con, lúc bố đang nằm là con 10 tuổi, là chuẩn bị con đi làm ô xin. À, bố chết thì mấy tuổi? Bố chết thì con chừng khoảng 11 tuổi thôi, 11, 12 tuổi thôi. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nối tiếp câu chuyện của tuần trước. Tuần trước là cái người gia trưởng, tức là anh Vóc ấy, vừa làm cha vừa làm chồng say xỉn, và cảnh khổ là người vợ và những đứa con. Hôm nay ta lại nghe người bố ấy là nguyên nhân gây ra những đau khổ bởi vì rượu cho vợ con của mình. Lần trước anh Vóc anh nói về phía anh ấy, lần này là những người chúng ta lắng nghe được tiếng nói của những người là nạn nhân của rượu, nạn nhân của con sâu rượu, trực tiếp là người vợ và những đứa con vừa nghèo mà lại không được người cha chăm sóc. Cái nghèo chưa chắc đã khổ, nghèo chưa hẳn đã là khổ, nhưng mà khổ là vì không có tình thương, không có lòng thương xót. Nếu người cha người chồng ấy dù nghèo nhưng mà vẫn hết sức chăm lo cho vợ con, thì dù nghèo mà vui hỏi ai không hé môi cười. Nhưng mà đây lại là người mà sáng say chiều xỉn như thế, không có trách nhiệm như thế, cho nên gây cho vợ con mình cảnh khổ, khổ cả về vật chất và khổ cả về tinh thần, đến mức độ mà không có cơm mà ăn, chỉ bác ăn bằng những cái rau lượm ở ngoài rượu, ngoài đồng, rồi nấu nước muối lên trở thành vừa canh vừa cơm nuốt. Mà một người con mới 10 tuổi, mới học lớp 3 đã phải bỏ học để mà đi làm ô xin, đi giúp việc. Mà giúp việc không phải ở trong nhà người ta, nhưng mà trên những thuyền lênh đênh 25 ngày dưới sông và 5 ngày trên đất liền. Mà người cha ấy kết thúc cuộc đời của mình trong bệnh tật, trong nghèo khổ, trong túng cục, đến mức độ mà không có được cái nhà để mà quản cái xác của mình. Anh ấy nói rằng là nếu bố con mà không nằm trên giường bệnh thì chết bố con mất linh hồn. Chúng ta thấy anh ấy bức xúc, lo lắng thì anh nói như thế, nhưng mà mình phó thác cho lòng thương xót của Chúa, ta không có kết luận ai mất linh hồn bao giờ hết. Vì Thánh nữ Faustina nói rằng là Chúa không bao giờ muốn bất cứ ai phải mất linh hồn, tức là trầm luân đời đời. Chỉ những người muốn trầm luân thì mới bị trầm luân mà thôi. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, anh nhìn thấy hình ảnh của người bố mình có cơ hội để mà đền tội của mình trong cơn bệnh ấy. Và chúng ta tin chắc chắn rằng là lòng thương xót Chúa sẽ thúc giục người đàn ông ấy sám hối lại lỗi lầm của mình. Có thể lúc đang nằm trên giường bệnh vẫn còn bị con sâu rượu nó quấy phá, như anh ấy nói, vẫn còn nằm bệnh đấy nhưng mà vẫn còn thèm rượu. Nhưng mà lòng thương xót Chúa lớn hơn sự chết, lớn hơn tử thần, sẽ giúp cho những người mà trong cơn hấp hối ấy có những giây phút để ăn năn thống hối.
Cũng như có người hỏi tôi rằng là: thưa cha, con có anh bạn anh ấy tự tử anh chết, thì bây giờ làm sao, có cầu nguyện cho anh được hay không, và anh có được rỗi linh hồn hay không? Giáo hội nói rằng là mình không được phép kết luận ai là người lên thiên đàng, ai là người xuống hỏa ngục, nhất là không được phép nói rằng họ mất linh hồn rồi. Và ngày xưa giáo hội không cho phép chôn những người tự tử trong nhà, trong nghĩa trang và đưa vào nhà thờ, nhưng bây giờ giáo hội cho đưa vào trong nghĩa trang, chôn trong nghĩa trang và đưa vào trong nhà thờ những người tự tử, vì giáo hội nói phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa, và biết đâu giây phút cuối cùng họ được ơn sám hối quay trở về. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: những người mà chúng ta nhìn bên ngoài không có dấu hiệu gì của sự sám hối, cho dù nhìn bên ngoài không có dấu hiệu gì của sự sám hối, Chúa nói với Faustina rằng là bên trong Chúa vẫn tác động, quyền năng lòng thương xót Chúa vẫn tác động để người ấy sám hối mà bên ngoài không nhận thấy gì cả, để Chúa cứu. Cho nên hôm nay anh Linh chia sẻ về người cha của anh, chúng tôi rất là xúc động, vì anh phải khơi lại một cái quá khứ, một cái dĩ vãng mà đôi khi người ta muốn chôn vùi nó đi. Hôm nay vì lòng thương xót Chúa, anh Linh anh nói để cho những người ngày hôm nay đang sống trong rượu chè hãy suy nghĩ lại và tỉnh ngộ. Đây là tiếng nói của những nạn nhân của rượu chè, tiếng nói của những người con, của những người cha, những người chồng mà đang bê tha như thế. Và chúng ta cầu nguyện cho những người anh em ấy được mau tỉnh thức, còn hơn là để đến giờ phút cuối lúc nằm trên giường bệnh. Và sao anh muốn nói gì nữa? Cha cho con nói về mẹ con, lấy con nó mới nói về bố con thôi. Thì mẹ con là một người rất hiền lành, đạo đức, cả cái làng đó ai cũng biết hết. Được cái là nghèo, nghèo rất nghèo, nghèo rất cả làng luôn, nghèo nghèo nhất làng luôn. Nhưng mà cái đức tin của mẹ con về lòng thương xót của Chúa thì rất là cao cả. Luôn luôn dạy dỗ chúng con là đi đâu hay làm gì hay ăn uống cũng phải nhớ đến Chúa hết, chỗ nào cũng phải cầu nguyện. Cứ 4 giờ sáng là mẹ con đi lễ, ngoài Bắc nó lạnh lắm, là đi đội ủng lên tới đây này. Lúc đó con 10 thôi, nhưng mà tôi đã dắt nó đi lễ. Mà sáng là rét lắm, mặc 4, 5, 7 cái áo đi. Mẹ con cũng thừa hưởng được cái đức tin của mẹ con dạy chúng con. Mấy anh em dưới này thôi thì là tin vào Chúa. Thì mẹ con nhờ như vậy mà Chúa thương mẹ con một cách là khi mẹ con qua đời chỉ trong một đêm thôi, đang khỏe mạnh bình thường. Thật sự ra thì nhà con, cái nhà mà mẹ con đang ở đấy, thì anh con lấy vợ thì người vợ đó dữ quá, mẹ con không ở được. Người vợ đó thì là con dâu đó. Con dâu. Thay vì mẹ chồng mà bắt nạt con dâu thì vâng, lại là con dâu bắt nạt mẹ chồng, chửi mẹ con rồi đủ kiểu hết á. Mẹ con không thể ở được. Rồi nhiều khi anh của con cũng nghe nữa, hát hủi mẹ. Mẹ con ở nhờ nhà này nhà kia, ở nhờ mấy bà già đó. Ở thì cũng có thời gian thôi, đâu có ở lâu được. Thì ăn ở đâu mẹ con cũng ăn vớ vẩn thôi. Lúc nào là con đi vô đây rồi con nghe. Thì thiệt ra này, kể ra thì có khi là ở làng con người ta nghe thấy người ta cũng biết hết đó. Mẹ con mới ra một cái lều ở một cái bờ ao, sống ở đó một mình. Có cái cửa thôi, cái lều nó mở vừa cái cửa ra vào, nằm vừa ngủ thôi, mà trời thì lạnh. Ở đó một thời gian thì ai cũng thương lắm, người cho cái này, người cho kia ăn. Nhưng một sau một đêm, đúng ngày 29 Tết, thì đến sáng ngày 29 Tết thì người ta ở gần cái ao đó đó, người ta nói không thấy bà Khang, bà đi ra nữa mà cửa sao đóng. Mọi khi bà đi sáng là bà đi lễ, lạnh lẽo đi lễ về là xong là mở cửa mà không thấy. Họ tới thì họ thấy mẹ con nằm im rồi, giờ vào người thì vẫn còn nóng nhưng mà mất rồi. Thì đó con cũng tạ ơn Chúa là mẹ con khổ nhưng không nằm một chỗ. Đúng có một đêm thôi Chúa đưa mẹ con về với Chúa, rất là lành.
Con tạ ơn Chúa. Đấy là cái đức tin của mẹ con mà được Chúa ban cho là về với Chúa một cách rất là nhẹ nhàng. Thì con cũng tạ ơn Chúa như vậy. Lúc đó thì anh bao nhiêu tuổi và đang làm cái gì lúc mẹ qua đời? Lúc đó thì con ở trong này rồi, con vào đây rồi. Từ vì khi bố con mất được 2 năm là con 17 tuổi, là con vào trong Sài Gòn này. Thì đến tầm khoảng 5 năm sau, 6 năm sau con có vợ. Thì trong một buổi đang ăn cơm ở nhà vợ ngày mùng 5 Tết, không có báo liền cho ngày 29 Tết là mẹ mất, sợ buồn. Đến ngày mùng 5 Tết con nghe anh rể con điện vào. Ngày đó không có điện thoại di động đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại vào nhà bố vợ con. Thì con nghe tin là Đạt ơi, bình tĩnh nhá anh nói. Con không biết chuyện gì. Có chuyện gì vậy anh? Thì anh nói là mẹ mất rồi. Anh mới kể chuyện là mẹ mất làm 9 Tết mà không dám nói, sợ làm Tết không có vui. Thế là con bụng. Cảm ơn cha. Sao anh đầu kiến rồi anh tính xin hát một chút cái bài hát của anh tác giả là ca sĩ mà màu da đen mà con lai gen gì đây. Đây là bài hát nào? Lời bài hát của bài hát mang tựa đề là Mẹ, tác giả là Randy. Randy, anh có biết cái bài hát này và xuất xứ tác giả bài hát này như thế nào, giới thiệu cho mọi người? Là con cũng được nghe anh ta chia sẻ trên trên YouTube ấy, là anh ấy sinh ra trong một cái thời gian giai đoạn là Việt Nam đang chiến tranh. Thì ba của anh là người Mỹ đen, thì về Việt Nam này để mà chiến tranh thì là gặp mẹ của anh ấy. Khi mà sinh anh ấy ra thì nghe anh ấy kể là thấy một người sinh ra thấy anh ấy đen quá, thì bà mẹ đó chắc là từ chối rồi đem anh tới quân y viện, là đem tới chỗ trẻ mồ côi khi anh ấy lớn ở Bình Thạnh gì đó. Con nghe thấy anh nói là Bình Thạnh Thị Nghè gì đó. Khi mà một thời gian sau thì anh về cái trung tâm gì ở Bảo Lộc, Đồng Tâm hay gì đó ở Bảo Lộc đó. Xong là có một vài người đó là nhận làm con nuôi để đưa anh ấy, đưa người ta qua Mỹ, từ vì anh là con lai mà đó. Thì anh ấy qua đó rồi anh nghe nói anh cũng khổ lắm, cũng bị người, khi ở đây người ta cần anh ấy, đến lúc qua đó họ cũng hắt hủi anh ấy. Cuối cùng là một thời gian thì anh cũng được có cái tài năng khiếu về sáng tác hát, rồi anh mới quay lại Việt Nam. Thì anh ấy không biết mặt cha mẹ anh là ai hết, anh đi tìm kiếm suốt rồi đăng suốt, nhiều người nhận lắm nhưng không phải. Rồi lúc thử ai là em là không phải, nhận là mẹ. Thế anh mới sáng tác toàn những bài hát về mẹ, chỉ một bài hát về cha của anh thôi, nhưng 9 bài hát về mẹ, mà ai mà nghe những bài hát của anh cũng rất là xúc động, bởi vì anh không được gặp mẹ mà, cho nên là anh sáng tác rất là hay. Anh hát cho mọi người nghe được không? Dạ con. Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ, không biết bây giờ mẹ ở nơi muôn, một mình chơi với không ai thương mến nuông chiều. Bao nhiêu khó nhọc một mình cứu mang. Mẹ giờ nơi mô, con đang chờ trông mẹ. Có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không?
Mẹ hiền yêu ơi, đơn đau đau đớn vô cùng, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Ôi không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình mẫu thân. Một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bỏ ra đi lúc bao tháng năm dài, chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi, thấu chẳng cho nỗi ngậm ngùi, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ, bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi, thấu chẳng cho nỗi ngậm ngùi, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ ai trong chúng ta ở đây cũng đã từng có những cái cảm nghiệm đó. Một là xa cha, hai là mất mẹ. Có khi bố mẹ vẫn còn trên trần gian này, nhưng ta không gặp được vì người ở Việt Nam, kẻ ở nước ngoài. Nhất là mùa xuân vừa rồi, Tết vừa rồi, hai cái Tết đã qua, hai cái Tết mùa xuân Covid. Có nhiều người nói con muốn về, con nhớ quê hương, nhớ cha nhớ mẹ lắm, mà vẫn cứ phải xa cha nhớ mẹ, còn gì buồn hơn vì Covid. Có nhiều người trong chúng ta, có lẽ anh chị em, các bạn đang cùng nức nở với tiếng khóc của anh, vì khơi lại một cái kỷ niệm làm tôi cũng nhớ lại. Hiện thời tôi còn mẹ mà mất cha. Anh ấy có nói về cái quá khứ đau khổ của anh ngày xưa. Anh nói con nghe cha cũng khổ, nhưng có lẽ không khổ bằng con. Thực sự tôi chẳng có tranh khổ hơn anh đâu, mà dạy gì tranh khổ hơn. Anh khổ hơn tôi sẵn sàng nhường. Người ta chỉ dành nhau cái giàu thôi, chẳng ai dành cái khổ đâu. Cái khổ của mỗi người, mỗi nhà một mỗi cảnh. Ai cũng thấy cái khổ của mình là lớn nhất. Ngày xưa bố tôi còn sống. Đúng, anh nói đúng. Tôi cũng chẳng xấu hổ mà nói với mọi người rằng là bố của một linh mục, hay còn gọi là ông cố, đã đi quét chợ, đã đi hót rác. Nhưng mà nếu hồi đó bố tôi không quét chợ, không hót rác, có lẽ tôi chẳng được ăn học cho đến ngày hôm nay.
chẳng có gì gọi là xấu hổ. Bố tôi không có chức tước địa vị gì trong xã hội cũng như trong giáo hội. Bố tôi là một người rất bình thường, một người lính quèn, một người giáo dân cũng hết sức bình thường. Anh nói đến cảnh mà vay nợ, nhà tôi cũng đã vay nợ và rất khổ khi con nợ đòi. Mà mỗi lần trong giáo xứ có quyên góp gì thì tôi nhớ cảnh bố tôi phải trốn xuống bếp và đóng cửa lại. Ông trùm ông trưởng gõ cửa. Tôi phải chạy ra nói bố con không có nhà. Bé biết gì đâu, có hiểu được cái cảnh khổ của người nghèo như thế nào. Hàng xóm mà đóng góp có khi được nêu tên trên nhà thờ hay đọc tên trên bảng vàng. Bố mẹ mình không có đóng góp, sợ lắm, buồn lắm và tủi lắm. Cái cảnh ăn khoai ăn sắn này mà tôi cứ gọi là khoai ăn sang, nó là như thế đấy. Đến lúc mà bố tôi chết, được hạnh phúc, hạnh phúc là đi vào lòng thương xót Chúa. Lúc đó tôi làm ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà lại chết vào đúng lúc mà tôi sa cơ thất thế, bị cấm cách đủ điều. Và bố tôi buồn, có thể nói rằng bố buồn đau mà chết vì thấy thằng con của mình không thực hiện được, chưa thực hiện được lý tưởng loan truyền lòng thương xót Chúa, chốn chui chốn nhục. Mỗi lần tôi đi dâng lễ, mấy anh em chở bố tôi đi. Nhưng mà bây giờ tôi không đi được ở đâu. Bố tôi cứ nhìn hồi thở dài. Bố tôi chỉ mong ước một điều là tôi được hoạt động lòng thương xót Chúa trở lại khi bố nhắm mắt. Nhưng lúc bố tôi nhắm mắt vẫn chưa, vẫn hoàn toàn cô đơn, cô quạnh, cấm cách, trên búa dưới đe đủ điều hết. Và bố tôi lặng lẽ ra đi, chỉ một giọt nước mắt khi ngưng câu lạy Chúa Giêsu, con tí thác vào Chúa. Còn mẹ tôi bây giờ thì một mình thôi, gần 90 tuổi rồi, vẫn có một mình một cõi, vẫn lặng lẽ nơi này, vẫn cứ chỉ có biết đến lòng thương xót Chúa. Mẹ tôi không có tivi, không có radio, không đọc báo, không có bất cứ một phương tiện truyền thông nào cho tới bây giờ. Cho nên muốn biết tin tức về mẹ thì chỉ có chạy về hỏi thăm thôi, chứ không có điện thoại, FaceTime hay là gì cả. Và đêm về thì không biết mẹ tôi ra đi lúc nào. Mà lúc về thì mẹ tôi luôn bảo là cứ đi đi, cứ về lo chuyện của con đi, chuyện của mày đi, chuyện lòng thương xót của mày, tao không sao đâu, có Chúa. Thôi, xin lỗi anh chị em và các bạn. Hai anh em chúng tôi làm anh chị em và các bạn mất thời giờ một chút xíu khi nói về chuyện riêng tư của mình. Bây giờ thì anh cho biết là cái nghèo nó như thế nào. Vì có người nói tôi rằng là khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, khi tôi sinh ra mang được con tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi nhưng với người tình thân thiết, công danh trong tay như cát bụi trên phố phường. Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo. Tôi không si mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp. Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai. Khi tôi sinh ra mang được tên tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo,
đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến. Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi. Nghèo sao anh nói sao? Nghèo. Vâng, người ta có liên khúc nghèo, anh còn bài nghèo nào anh chưa hết đây cho mọi người. Em đến thăm tôi dù không đón mời, vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi. Cắn gác không tên nằm trong phố nhỏ, cập ghề qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều, vì anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu, dù ngày mai có ra sao, miễn mình mãi được gần nhau. Em ơi, em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em dễ lắm, chỉ cần anh đến mà thương. Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu, lòng như bão lòng không muốn rời nhau. Câu ái ân xin ngợi cả suốt đời, dù nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Thưa chị em, cái câu kết, cái câu cuối, dù nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Không biết là trong cuộc sống thực tế có phải có như thế không? Cuộc sống của anh nghèo như thế thì có anh yêu anh không? Anh nghèo như thế thì làm sao mà anh lấy vợ được? Có người hỏi tôi tại sao tôi đi tu, tôi trả lời rằng nghèo như tôi ai lấy, mà không lấy thì đi tu chứ ở nhà làm cái gì. Còn anh thì sao? Dạ con trước đây con nghĩ là thật sự là con mới vào miền Nam này học nghề, cứ tối đến thì anh em bằng tuổi, nhà người ta ở đây người ta đi chơi uống cà phê pháo. Còn con thì con cứ ngồi ngay trước cửa nhà nhìn người ta đi qua đi lại thôi. Ở ngoài quê đâu có người đông như vậy đâu, vào đây nhìn thấy người ta nhiều thích cứ ngồi vậy thôi. Nghĩ là chả bao giờ mình quen được ai đâu. Thế nhưng mà lúc đó là con ở quận Gò Vấp đó cha. Hầu như là ban ngày thì học nghề, chiều đến là đi lễ ở nhà thờ Thánh Du Xe vào Vấp. Ngày nào cũng như ngày nào, có ngày đi đến với Chúa hai lần. Còn rất là tín thác vào Chúa lúc đó. Có khi con rước mình Thánh Chúa ngậm trong miệng là con rưng rưng nước mắt con khóc. Tại vì con cảm nghiệm là Chúa đang ở trong người con. Con được tư hưởng cái đức tin là mẹ con dạy con, nó thành một cái từ từ nó quen đi, chứ không phải là đùng phát mình tin vào Chúa liền. Không phải, nó phải từ từ ngấm tin rồi nó mới bền lâu được. Thì nói chung là con Chúa cũng xe duyên cho con, chứ nếu bình thường con cuộc đời con nghèo lắm, vào đây ở như vậy cái xe đạp không có. Đi chơi ở đâu, đi giờ ở trong Sài Gòn này phải có xe. Mà không có xe thì đi bộ đâu có phải như ngoài quê. Bây giờ thì con sợ là cái thời gian của cha không còn. Chứ con kể cái chuyện miền Bắc của con xong, thì cái chuyện ở trong miền Nam này con sẽ kể nữa, nhưng nó hơi dài. Cũng rất khổ cha, khổ lắm. Nhưng con lúc nào cũng tín thác vào Chúa. Cho đến giờ này á, thật sự là con cũng đã từng bị bệnh ung thư dạ dày rồi. Thế nhưng mà để bữa nào con sẽ kể đầu đuôi. Nó có một cái giống như kiểu là
Chúa làm từ đầu đến đuôi như thế nào thì mình kể thì cho họ nghe, họ mới tin vào lòng thương xót của Chúa. Chứ bây giờ con kể mà tóm tắt quá thì nhiều khi có người lại không nghĩ ra. Đấy, cho nên là cái thời gian mà con để kể cái cuộc sống ở trong Sài Gòn này của con, tin vào Chúa, ngày có khi đến với Chúa 2 lần, nhưng từ lúc mà làm chủ một cái tiệm gò, làm ra tiền rất nhiều, thì lúc đó quên Chúa, bỏ Chúa, thì Chúa gửi cho mình một cân bận như vậy đấy. Cho nên là để con lần sau, con nếu còn nữa thì con xin kể lần sau, tại vì nó dài mà. Vâng, chúng ta tập 1 miền Bắc, tập 2 miền Nam. Mời anh ăn miếng bánh bánh tráng với tôi. Ngon không? Vâng. Bánh này con mua người ta đem Đà Lạt về á cha. Vâng. Lấy nhà con đang ăn rồi. Con đang ăn ở nhà rồi. Đó này, ăn dở xong đưa tôi hả? Con thì con biết tính cha rồi, cha đâu có như người khác đâu, đâu có cần mâm cao cỗ đầy đâu. Cứ có là được rồi chứ không cần phải là. Vâng, con biết tính cha mà. Cho nên con để gói lại con đem đi. Đã ngang gói lại đem đi. Con nói vậy, không nói dối. Vâng. Ăn nữa à? Vâng, con miếng nữa. Về lấy sức mà chở nước tới giờ rồi đấy anh ạ. Nghĩa tới giờ rồi phải không? Vâng. Cũng có từ nãy giờ nhiều người kêu lắm, điện thoại giao hòa có để im lặng á. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay chia sẻ Chúa, ý của Chúa thì thôi cứ chia sẻ đi, rồi người ta, Chúa sẽ làm cho người ta chờ đợi mình. Chúa làm người ta chờ đợi mình. Thưa anh chị em và các bạn, cái câu chuyện hiệp hành với người nghèo xin tạm khép lại tập 1 ở miền Bắc. Chúng ta hẹn gặp lại hiệp hành với người nghèo tập 2 ở miền Nam. Và kết thúc thì chúng ta nhớ lại lời Chúa nói: phúc cho ai biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Phúc cho các con là những kẻ nghèo khó, vì nước trời là của các con. Khốn cho những người giàu có, bây giờ được đầy đủ sung sướng. Không phải là cái phúc mà là cái khốn, nếu những người giàu ấy chỉ biết lo cho bản thân mình mà không biết nghĩ đến những người nghèo như là anh bạn của chúng ta đây. Và còn biết bao nhiêu những người nghèo khổ khác, họ đang cần được thương xót. Họ đang cần được lòng thương xót của Chúa thể hiện qua tấm lòng thương xót của chúng ta. Thưa anh chị em và các bạn, nếu có bạn trong tháng hôm nay là ngày bao nhiêu rồi anh? 27 tháng 2 rồi. Ngày mai là 28, thứ hai là ngày kết thúc tháng 2. Rồi chúng ta bước vào tháng 3 là tháng Thánh Giuse. Mùng 1 tháng 3 tháng Thánh Giuse. Mùng 2 tháng 3 là thứ tư lễ cho. Xin phép được nhắc các bạn, tuổi trẻ chúng ta dễ quên. Thôi ăn bánh đa đi anh, rồi thứ tư lễ cho không được ăn. Ăn miếng khoai luôn đi. Thứ tư lễ cho là ngày ăn chay kiêng thịt. Những người 14 tuổi trở lên thì kiêng thịt, và 18 tuổi trọn thì chúng ta ăn chay cho đến 60 tuổi. Còn kiêng thịt thì 14 đến chết. Cái vấn đề ăn chay kiêng thịt một năm có 2 ngày thôi, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa chay thánh. Và chương trình chúng ta sẽ là tĩnh tâm mùa chay, với chủ đề là bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót bắt đầu thứ tư lễ cho. Mời anh chị em và các bạn cùng với nhau chúng ta tham dự 40 ngày tĩnh tâm mùa chay 2022 với chủ đề bước đi trong thương xót. Rồi đến ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3, chúng tôi thực hiện chuyến công tác bác ái đến với những người nghèo như người anh em vừa mới chia sẻ đây. Chúng ta nói lý thuyết thương người nghèo, quan tâm đến người nghèo, nhưng mà đức tin không có việc làm là đức tin chết. Và Chúa nói với Faustina rằng đức tin mà không có đức bác ái đi kèm thì đức tin cũng vô nghĩa. Và phải thực hành lòng thương xót bằng lời nói, bằng cầu nguyện và bằng việc làm. Ngày các bạn nào rảnh, mời anh chị em và các bạn, nhất là các bạn trẻ, cùng đồng hành với nhóm thiện nguyện Tín Thác trong bác ái mùa chay mừng kính Thánh Giuse. Sau đó tháng 4 qua đại lễ lòng thương xót Chúa, chúng ta sẽ có chuyến công tác bác ái mừng đại lễ lòng thương xót Thánh Giuse. Mình thay vì tổ chức bổn mạng tiệc tùng linh đình thì chúng ta đi thăm những người nghèo,
mà đây là một trong những anh em nghèo của chúng ta đây. Đồ mừng kính đại lễ lòng thương xót Chúa cũng không có cờ quạt không rước sách mà đi đến với những người vùng sâu vùng xa. Hẹn gặp anh chị em và các bạn vào Chủ nhật tuần tới mùng 6 tháng 3. Mùng 6 tháng 3 là ngày Chủ nhật và cũng hai ngày sau, thứ hai, thứ ba là mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Chúng ta hẹn gặp nhau vào Chủ nhật mùng 6 tháng 3. Từ đây mời anh chị em và các bạn chúng ta, anh mở tôi cuốn sách trước khi chia tay thì xin được gửi tặng anh món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là cuốn kinh nguyện lòng thương xót nha. Có tất cả những bài kinh, bài hát về lòng thương xót Chúa, về Đức Mẹ. Đây là cuốn thơ tình lòng thương xót gửi tặng anh. Và đây là bài giảng lòng thương xót Chúa. Và đây là radio thơ tình lòng thương xót. Có sách thì có thơ đọc hát kèm theo trong radio thơ lòng thương xót. Và cuối cùng là radio lòng thương xót với bệnh nhân. Món quà này gửi tặng cho anh chị nhớ về chia sẻ chung với hai vợ chồng cùng lắng nghe, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ nha. Dạ, con cảm ơn cha. Dạ. Nhớ đến với hiệp hành với người nghèo tập 2 miền Nam nha. Dạ vâng, con hứa. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng với nhau hát bài hát bài gì nhỉ? Đến với lòng Chúa xót thương nha. Để mời tất cả mọi người, dù giàu dù nghèo, dù tội lỗi dù đạo đức, dù thánh thiện dù lương giáo, hãy đến với lòng Chúa xót thương. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca. Lòng thương xót Chúa bao la.